1189 là mẫu em đang mặc trên người cả nhà nha. Đầm này em có size từ 40 cho đến 65 kg mặc được luôn. Và trong livestream ngày hôm nay sẵn sàng sale rẻ cho cả nhà mình 119.000 đồng. 119.000 đồng mã sản phẩm là DA1189. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm giúp shop bên em tư vấn em chị hàng về size nha. Đừng quên chia sẻ livestream của shop 3 lượt lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn em chị hàng về size luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1189, 119.000 đồng luôn. Chị Yến Vân 119.000 đồng luôn. Chị Phan Vân Thảo luôn, ok chị luôn ạ. À chị Phan Vân Thảo. Rồi 119.000 đồng từ 40kg cho đến 65kg thì mình mặc được ha. Trong livestream ngày hôm nay không những có những cái mẫu đầm 119, 130, 140, 150, 200, 300 mà có những cái mẫu đầm 99k bất ngờ cho cả nhà mình luôn đây. Rồi em cảm ơn chị Trần Cầu Phước đã chia sẻ ra cho shop ạ. Chị khách nào mới vô chấm bài tương tác cho em cái. Ơn mẫu nào đặt hàng sớm giúp em nha. Rồi 1189 sale rẻ cho cả nhà mình luôn 119.000 đồng. 119.000 đồng mã sản phẩm 1189. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này của em thì mình đặt hàng sớm giúp em nha. Đặt hàng sớm giúp em 1189 kèm số điện thoại luôn. Cái này vậy của nó là màu xanh nè. Đó có với hình hoa hồng màu đỏ nhạt nè. 119.000 đồng thôi. Chỉ có 119.000 đồng sale liền trên livestream ngày hôm nay, không áp dụng bên ngoài luôn nè cả nhà ơi. Hàng lụa mango này thì khỏi cần phải bàn cãi luôn ạ. Nó mềm nè, co giãn nhẹ nè, may cho cả nhà mình là một lớp phối kèm thêm hai túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1189 nè. Rồi 1189 nha. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em luôn. Màu xanh đậm này đúng không chị ơi? Rồi màu xanh đậm này ngày hôm nay em có sale nha. Màu xanh đậm này ngày hôm nay em sale luôn 169.000 đồng thôi. Để em coi coi cái size mặc ở đâu ta. Màu xanh đậm này ngày hôm nay em có sale nha cả nhà. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm. Còn cái màu xanh em đang mặc trên người nè 119.000 đồng. 119.000 đồng với chị Thùy Dương luôn. 119.000 đồng thôi cả nhà ơi. Em đang có cho cả nhà mình là từ 40kg cho đến 65kg là có size vừa luôn, 4 size đầy đủ. Size M, size L, XL và 2XL. Từ 40kg cho đến 65kg là có đơn hàng nha. Nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho shop bên em tư vấn em chị hàng giờ size cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm với giá kèm số điện thoại. Chị khách nào mới vô like của em chấm bài tương tác cho em cái. Tránh trường hợp mình comment bị ẩn comment nha cả nhà. 1189, 119.000 đồng. Cái em đang mặc trên người là cái size XL hoặc là 2XL gì đây nè. Cho là nhìn nó hơi rộng hơn so với em. Chứ nếu như mà em mặc đúng size một cái cả nhà mình nhìn ghiền luôn á. 1189, 119.000 đồng. Chị Nguyệt Minh nè, ok chị luôn ạ. Rồi em sale luôn các chị ơi. Rồi em sale luôn cả nhà ơi, 119.000 đồng. Chị Mái Phạm 119.000 đồng luôn. Còn chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm giúp em để bên em tư vấn em chị hàng dễ sai luôn ạ. À. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại 119.000 đồng. 119.000 đồng 1189 cả nhà ơi. Em sẽ mặc lên cho mình xem cái màu xanh đậm nha. Và ngày hôm nay màu xanh đậm cũng sale. Rồi chị Bạch Hoàng em chào chị luôn ạ. À. Chị rồi 70kg eo của mình nhiêu chị ơi? Em có đầm 70kg khác 119.000 đồng. Em có đầm khác 70kg 119.000 đồng. Rồi à, chất liệu gì em ơi? Đây cái màu xanh đen trơn em à. Màu xanh đen mà trơn hả chị? À, bên đây hả chị ơi? Rồi cái màu xanh đen mà trơn này là 299.000 ha. Cái màu xanh đen trơn này là 299.000. Để em xíu nha chị, đầu lai em lên mấy cái mẫu 119.000 đồng sale cho mình đã. Xong rồi cái em mặc đầm này ha. Em mặc hai mẫu nữa rồi em mặc lên cho mình coi nha. Ok không nè chị? Mình để em xíu thôi. 4-5 phút gì thôi à. Đầm này trước lại vải lụa mango như cả nhà. 119.000 đồng luôn. Vải mềm có co giãn nhẹ cho mình luôn. 119.000 đồng. Rồi chị khách nào 70kg em sẽ lên cho mình đầm sale luôn à. Chị khách nào 70kg em lên đầm sale luôn. Rồi chị Thu Trần này ok chị luôn. 1189 là mẫu em đang mặc trên người nha cả nhà. Comment giúp em 1189 kèm số điện thoại bên em tư vấn em chị hàng chị size luôn. Hàng lụa mango đảm bảo bao đẹp luôn. Về nhà nhận được hàng được quyền kiểm tra luôn ạ. À. Được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn ạ. À. Tiếp tục em thay thêm nhau cho mình mẫu nữa nha. Rồi, chị muốn 70kg đúng không? Ok, em có 70kg luôn, chiều cả nhà mình luôn. Đó, cố gắng đặt hàng sớm giúp em nha. Bên em tư vấn em chị hàng về size luôn. Rồi, mong. Dạ được chị ơi. Chị Thanh Lan nè, 1189 ok. 1189 119.000. 1189 hồi nãy là 119.000 đồng nha cả nhà. Tiếp tục em đang mặc cái người 1210. 1210. Đầm này thì từ 40 cho đến là 70kg. 40 cho đến 70kg có đơn hàng eo tối là eo 90-92 độ lại. 119.000 đồng luôn cả nhà ơi.
Đây 40 cho đến 70 ký mặc vừa, eo tối đa eo 99 hai độ lại, 119 ngàn đồng luôn cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình để lại comment ngay cho em, bên em tư vấn em chị hàng chị sai luôn ạ. Đầm này thì eo có bo thun cho cả nhà mình nha. Cái eo này có bo thun nha, mình không có sợ bị chật eo hay là cũng không có sợ bị lộ bụng gì cả. Đó, mặc lên rất là thoải mái, may một lớp phối kèm theo như mình hai túi. Nền vải là màu đen có phối cho mình họa tiết hoa hồng màu hồng ha. Rồi rất là đẹp luôn. 1210 119 ngàn đồng luôn cả nhà ơi. 119 ngàn đồng thôi. Từ 40 cho đến là 70 kg có đơn hàng luôn. Dạ em cao 1m65, đầm nào cũng phụ ước em hết. Dạ đầm này thì một lớp như chị Mái Phạm. Dạ đầm nào mà nó đủ đồ dày dặn em may một lớp. Còn ví dụ như mà đầm von á em sẽ may cho mình hai lớp. Nha, đầm nào vải von em may cho mình hai lớp, còn đầm nào mà đủ đồ dày dặn rồi em may cho mình một lớp. 119 ngàn đồng mẫu em đang mặc trên người 1210. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1210. Em mặc xong cái đầm này em mặc tới cái màu xanh đậm như chị gì đó coi nha. Hồi nãy chị đó comment đó trời luôn là mặc màu xanh đen thì ok, để em chút nha. Em đang mặc trên người 1210, em chốt cho cả nhà mình luôn với giá tiền 119 ngàn đồng. 119 ngàn đồng mã sản phẩm 1210. Chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm giúp bên em tư vấn em chị hàng chị size 1210 kèm số điện thoại. Chị Thế trên 1210 ok chị luôn. 1210 kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng giờ size 4 size đầy đủ cho cả nhà mình luôn ạ. Size M, size L, XL và 2XL từ 40 cho đến 70 kg cả đơn và eo tối đa eo 90 độ lại mặc đồ cho em luôn. Chị Trần Bờ 52 kg 1210 ok. 119 ngàn đồng cả nhà ơi. Đầm này chất con thái và em mềm ha. Mặc êm ái thoải mái luôn, 119 ngàn đồng. Rồi. Ok chị Hậu Huỳnh, mình cứ đặt hàng đi chị ơi, bây giờ em thay qua mẫu nha. Đó, mình đặt thì mình cứ đặt đi chị ơi. Em thay qua mẫu cho cả nhà mình luôn cho nó nhanh nha cả nhà. Chưa có mẫu nào thì mình nhanh tay đặt hàng sớm sớm giúp em để bên em tư vấn em chị hàng giờ sai luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại ngay cho shop bên em tư vấn nha. Rồi đây em lên thêm cho một cái em đồng khác. Cũng đẹp không kém luôn cả nhà ơi. Em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là ok chị Ngông Đào luôn ạ. À. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1283. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1283. Mẫu đầm này là mẫu best seller nhà em nha cả nhà. Đây là mẫu best seller nhà em. Chị Lung Linh nè, ok chị luôn ạ. À. 1210. Rồi nhanh tay đặt hàng, may hai lớp mặc tự tin và đẹp hơn em. Rồi chị Huỳnh Trang Dung, dạ tùy mẫu chị ơi. Nếu như chị nói may hai lớp, ví dụ như những cái mẫu mà nó dày quá rồi mình may hai lớp, thứ nhất á là mình mặc nóng và nó sẽ gây khó chịu cho mình, cứ hai nó sẽ dày lên và tạo cảm giác người của mình nó sẽ bồng bềnh hơn đó. Cho nên là những cái nào vải von vải mỏng em sẽ may cho mình một lớp đó. Ô vải mỏng em sẽ may cho mình hai lớp, xíu nữa em lên vải von hai lớp cho chị xem nha, để chị mặc cho tự tin hơn. Còn những mẫu đầm này á, mẫu nào dày dặn rồi em may một lớp thôi nha. Rồi các chị mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mẫu em đang mặc trên người 1283. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1283 nha cả nhà. Đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Từ 40kg cho đến 65kg là có size vừa luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chừa hàng chừa size cho cả nhà mình luôn. Rất là đẹp luôn ha. Đầm này thiết kế là cổ vest cho mình nè, có phối cho mình ba cái cúc phía trước. Tay lỡ cho mình có phối cho mình một chiếc túi hộp phía bên hông. Và cái túi này mình có thể đựng được chiếc điện thoại vào nha cả nhà. Chiếc túi này mình được đựng được chiếc điện thoại vào và có cái nắp đóng lại luôn. Đầm này đang là mẫu best seller nhà em. Tại cửa hàng đang bán 650 trên livestream, chị khách nào nãy giờ chia sẻ livestream 3 lần cho shop rồi. Chốt ngay cho cả nhà mình luôn 299 ngàn đồng, mã sản phẩm là 1283. Đựng được cái điện thoại như cả nhà nha. Sang xịn mịn luôn, phù hợp cho những chị nào mà mình đi công tác nè, đi bà chuyện làm ăn nè, đi làm công sở dạy học văn phòng hoặc là đi dự tiệc nha cả nhà ơi. Rồi phí ship thành phố Hồ Chí Minh là 10.000, còn ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, mình ở thị trấn cũng vậy, mình ở trong đồng cũng vậy, giá tiền sẽ là 30.000 đồng đồng giá khi mà ship ngoại thành nha cả nhà. Em thì ở thành phố Hồ Chí Minh, cho dù em ship ra Hà Nội hay là em ship về Cà Mau, Bạc Liêu vẫn là 30.000 thôi. Còn nếu như chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh như em thì em sẽ ship cho mình 10.000 thôi ạ. À. Rồi, dạ 1189 119 ngàn đồng chị ơi. Đồng này chất liệu là vải lụa mango, hàng lụa nha chị nha. Hàng lụa này thì em sẽ may cho cả nhà mình là một lớp, mặc rất là thoải mái cho cả nhà mình luôn. 119 ngàn đồng, đảm bảo không kiếm ở đâu ra được 119 ngàn đồng cả nhà ơi. Đẹp lắm, hàng lụa mango hiện tại đang rất là nổi ở trên thị trường cả nhà. Đây, có co giãn nhẹ đây, mặc êm mềm mướt tay luôn. Đó, may một lớp mặc thoải mái. Có 119 ngàn đồng thôi, 119 ngàn đồng thôi, dạ được nha chị Huỳnh Mỹ Dung ạ. À. Đồ quyền xem hàng trước khi mình thanh toán nha, đúng hàng đúng mẫu mình nhận luôn cho em và không được mặc thử nha cả nhà. Chị nào muốn xem hàng nói trước với bên chuyên viên bên em để bên chuyên viên bên em nốt vô nha.
Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1283. Hàng này là chất liệu vải của nó là vải tuyết mưa. Hàng này chất liệu vải tuyết mưa, vải của nó thì khá dày dặn. Em may cho mình một lớp, có thử cho mình một túi bên hông luôn, rất là đẹp luôn ha. Chốt sale 299.000. 299.000 đồng, form nhẫn đồng thì cực kỳ sang. Cái này phải nói là sang xịn mịn. Cái mẫu đồng này là em phải nói là em may xuất khẩu á cả nhà. Em may xuất khẩu á, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước luôn cả nhà. Bây giờ là trong nước của mình nè, 299.000 đồng, nhanh tay đặt hàng đi. Đó, trong nước của mình đó. Chị nào mà mình chưa có thì mình nhanh tay đặt hàng sớm để bên em tư vấn em chừa hàng chừa size cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại ngay cho em. Như vậy là ok ha. Còn ngoài nước em bán một chiếc như thế này nè cả nhà ơi là bao nhiêu tiền rồi. Bây giờ chị nào chưa có thì mình đặt hàng sớm giúp em nha. Bên em tư vấn em chừa hàng chừa size cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nha. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đồng này thì mình để lại comment ngay cho em nha. Em tư vấn cho thầy vừa sai luôn. Đó, ngoài nước em xuất khẩu bao nhiêu rồi cả nhà ơi, một chiếc như thế này là 50 đô rồi. Còn ở đây em bán cho mình có 299.000 đồng thôi là quá rẻ luôn nha. Đó, đừng để xuất khẩu ra ngoài rồi cái xong bên em nhập về lại cái bán cho mình giá cao hơn, giá rất ngưỡng triệu mấy 2 triệu. Rất là ủ luôn cả nhà. Và vải này em đảm bảo về cả nhà mình không làm mình thất vọng đâu. Ưng mồ liền luôn, nhìn thôi là mình ưng liền, 299.000 đồng thôi. Rồi chị Thu Nguyễn đã ok chị luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1283. Cổ này là cổ vest ha, có phối cho mình ba cái cúc phía trước đây. Tay lỡ cho mình, dáng đồng phơm xòe luôn. 1283. Chị Nguyễn Dung 1283. Chị Hoàng Cẩm 57 và 52. Ok, em chúc đơn cho chị hai chiếc luôn, 57kg và 52kg đúng không nè. Rồi tùy theo chiều cao vòng em, bên em tư vấn chị hàng giờ size 1283. Rất là xịn sò luôn cả nhà ơi. Đó, quá đẹp luôn đúng không. Chất liệu vải tuyết mưa màu xanh đen mặc lên rất là đẹp luôn. Vừa trắng da vừa sang chảnh cho mình luôn. 1283. Chị Ngân Đào 1210. Ok chị luôn ạ. Rồi 1210 119k đúng rồi chị ơi. Bây giờ em sẽ thay thêm cho mình mẫu đồng khác nữa nha. Chị Bùi Thanh Hằng nè, 1283. Nó đẹp xuất sắc cả nhà ơi, 1283 này nó đẹp xuất sắc cả nhà ơi. Chị Thu Hà 1283 ok chị luôn, nó đẹp lắm. Vải của nó thì khá là dày dặn, mặc một lớp là chị nào mà mình không có tự tin khi mặc một lớp là về nhà mình tự tin liền luôn á. Em may cho mình một lớp nè, có phối với mình cái túi bên hông nè. Vải của nó khá là êm luôn cả nhà ơi. 299k quá rẻ luôn ạ. Cố gắng đặt hàng sớm giúp shop nha. Số lượng còn ít cho em sẽ thay qua nhanh một chút xíu. Đó. Mẫu này đẹp quá trời mà cả nhà mình không nhanh tay đặt hàng rất là uổng luôn ạ. Rồi. Phải nói là ưng từ chất tới form cho tới kiểu dáng luôn cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho một cái em đầm khác nữa nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào của em đặt hàng sớm giúp em nha. 65kg eo 82 mặc sao nào em. Dạ 2XL chị Thanh Độ ạ. Dạ 2XL chị nha. Eo 85 đổ lại là mình mặc 2XL là vừa rồi. Chị eo 82 gì mà size 2XL vẫn còn thoải mái, vẫn còn thoải mái ha. Rồi, tại vì eo size 2XL từ 80 cho tới 85. Em đang mặc trên người là chị nằm ngay khoảng giữa chị. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1208. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1208 cũng là một mẫu vest solo nha em. Và hiện tại cả nhà mình thấy trên thị trường có rất là nhiều mẫu mà da beo nó đang được bán đúng không cả nhà? Đang được bán tràn lan trên thị trường luôn, mẫu đầm da beo. Và cái giá của người ta thì giá rất ngưỡng tầm khoảng 600-700.000 đồng. Và hiện tại bên em nè, đây cái mẫu đầm này em tự săn vải, tự may, tự thiết kế cho cả nhà mình luôn. Đó, thì ngày hôm nay các chị mình sẽ được chốt một cái giá rất là yêu thương luôn là 299.000 đồng cả nhà nha. Rồi đầm beo này cả nhà mình biết rồi. Đó, da beo này nhập về, vải này của mình không có rẻ đâu cả nhà ơi. Mà hiện tại là giá cạnh tranh, ai cũng kiếm vải beo để về may hết cả nhà. Những shop khác 600-700.000 đồng hoặc 700-800. Đó, bên shop em bán 299.000 đồng, nhìn kỹ dùm em ha. Cổ sơ mi nè, có phối cho mình ba cái cúc phía trước luôn. Tay lỡ cho mình, bo eo, dáng xòe, có may hai túi luôn. Hàng lụa mango nha cả nhà. Và hàng lụa mango cả nhà mình yên tâm là chỉ cần may một lớp thôi là mình đã mặc rất là tự tin rồi. May một lớp thôi là mặc ok lắm rồi, có co giãn nhẹ luôn. Đó, phối kèm hai túi khóa kéo phía sau 299.000 đồng đồng đen nha cả nhà ơi. Rồi chị nào chưa có đồng này đặt hàng sớm giúp em nha. Chị nào chưa có cái bộ đồng này đặt hàng sớm giúp em, bên em tư vấn cho hàng về size 1208 kèm số điện thoại. Các chị mình xài công nghệ thì mình đã thấy nhiều shop bán đồng beo rồi. Nhưng mà giá của nó bao nhiêu nè? 600-700, 700-800 ngàn. Bây giờ shop em bán nè cả nhà ơi, 299.000 đồng luôn. Chất lượng là khỏi phải bàn cả nhà. Đó, chị nào mà mình mua khách quen bên em rồi không phải bàn cãi. Đó, nhưng mà có da co giãn không em? Được kiểm tra hàng có mất ship không? À, chị Nguyễn Thị Lan Phương. Chị Nguyễn Thị Lan Phương ơi, thì câu hỏi này có rất là nhiều chị hỏi khi mà mới đến bên shop em, thì bây giờ sẽ giải đáp thắc mắc cho cả nhà mình luôn ha. Rồi, 1283 cái vải này thì co giãn nhẹ và gần như là không có co giãn.
chỉ là co giãn hơi nhẹ nhẹ để mình cảm thấy mình thoải mái. Tại vì đầm này không phải là thun, đầm này không phải là thun. Ok ha. Rồi trước đây bạn cũng nói là bài tuyết mưa, và nếu như cả nhà mình đã có tầm tuyết mưa trong nhà thì mình đã biết rồi đúng không? Và cũng nó khá là dày dặn, vải êm, mềm, mặt đẹp, không sợ nhăn nhầu. Về nhà mình dỡ bộ đầm này ra, dĩ nhiên nó sẽ có nhăn tại vì em xếp trong bịch sẵn mà cả nhà. Vô nhà giặt ủi ra phẳng lì luôn, mặc lên không nhăn luôn. Đó đẹp lắm luôn ha. Còn ngoài ra đầm xà chấm bi có không? Được sao có chị? Dài 3 ngày nữa lên, nữa về chị ơi. Dài 3 ngày nữa có nha. Đó thì 1283 này giá tiền là 299.000 đồng một chiếc. Tại cửa hàng của em á thì em đang bán là 650, còn em xuất khẩu là 50 đô một chiếc, có nghĩa là 1 triệu mốt một chiếc cả nhà, 1 triệu mốt hoặc hơn một xíu. Đó là giá em xuất khẩu nha cả nhà. Đó thì ngày hôm nay mình đều được một cái giá rất là hời. Thứ nhất được một cái giá rất là hời. Rồi thứ hai thì em sẽ giao hàng về tới tận nhà cho mình ở đâu cũng giao hết. Nếu như mà lấy ship á thì tiền ship của mình 10.000 ở thành phố Hồ Chí Minh và 30.000 đồng ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là Hà Nội, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hải Phòng đều lấy 30.000 đồng cho dù mình ở đâu đi chăng nữa. Nếu như mà các chị mình muốn được miễn ship và được miễn ship thì dùng lên 590.000 đồng. Không những được miễn ship còn được tặng kèm phụ kiện. Phụ kiện có thể là thắt lưng hoặc là ghim cài áo. Phụ kiện có thể là thắt lưng hoặc là ghim cài áo như cả nhà nha. Em hiện tại thì hay còn hai mẫu ghim này, em sẽ tặng cho cả nhà mình ha. Đó, dồn đơn cho em 590, có nghĩa là mình mua hai chiếc như vậy, em tặng địch miễn ship hoặc là tặng cài áo miễn ship, rất là nhiều ưu đãi. Mua đầm bên em thì mình không có sợ bị lỗ lãi vậy cả nhà ơi. Em cũng đã tính toán hết cho cả nhà mình rất là nhiều cái ưu đãi rồi. Đó, rồi cố gắng là hãy sớm giúp em. 1208 đây là 299.000 đồng. Chị Khánh Huyền ok chị luôn. Chị Lê Hồng Chi 1208 luôn. Rồi cố gắng là hàng sớm nghe cho em, bên em tư vấn em chị hãy dịch sai. Chị Vui Hiền nè 1283 nè ok chị luôn ạ. Rồi đâm xe chấm bi đợt sau về chị yêu nha. Rồi nãy giờ em thấy có khá nhiều chị hỏi chấm bi thì đợt sau chấm bi về đâm xuân hay đâm xe gì đó em cũng không nhớ nữa cả nhà. Nhưng mà đợt sau có về nha. Còn hiện tại tại cửa hàng của em á thì đang có body chấm bi. Em đang mặc cái người nè, đầm beo rất là xịn sò luôn, đầm beo cổ sơ mi mà sản phẩm 1208. Chứ như cả nhà mình với giá tiền là 299.000 đồng trong tầm là khoảng từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng nha. Rồi chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em 1208 kèm số điện thoại. 1208 kèm số điện thoại. Chị Trương Hoàng 1208 ok chị luôn. Cổ sơ mi cho cả nhà mình đây. Tay lỡ lỡ này có phối cho mình ba cái cúc luôn, họa tiết beo rất là xịn sò luôn ạ. 299.000 đồng ha, đảm bảo rẻ đẹp cho cả nhà mình luôn. Rồi, da lụa mango chị ơi, hàng lụa mango vải đẹp lắm. Em may một lớp là mình mặc là đã quá đẹp rồi. Mặc là dư thừa tự tin luôn cả nhà ơi, vô đẹp vô sang luôn. 1208 da beo nha. Chị Huỳnh Mỹ Dung ok chị luôn ạ. Rồi tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nữa nha. Chị nào mình chưa có cái bộ nào thì mình cố gắng mình đặt hàng sớm sớm giúp shop để bên em tư vấn các chị hàng về size. Rồi lên tiếp cho mình bộ đầm này cả nhà ơi. Lên cổ sơ mi rồi thì bây giờ sẽ lên cái cổ rèo, nó đơn giản một chút xíu ha. Cổ vuông với cả nhà mình đây ạ. À, em đang mặc cái người mà sản phẩm là 1283 size 2X rồi ok vậy luôn, đẹp lắm chị ơi, cái bộ đầm đó đẹp lắm. 1283 á, mình U30 trở lên mặc là đẹp sang rồi đúng không? Tại vì bên shop em là chuyên trung niên, chuyên đầm trung niên. Còn nếu như chị nào 20 mấy á, mình muốn mặc vẫn đẹp luôn. Đẹp lắm, đi chơi, bàn chuyện làm ăn, công sở, dạy học, văn phòng mặc lên đẹp cực kỳ luôn cả nhà ơi. Đây, sang chảnh hết nốt luôn, 299.000 thôi. 1283 màu xanh đen nhé. Rồi tiếp tục em đang mặc cái người 1199. Mẫu em đang mặc cái người 1199 nha cả nhà. Ngày hôm nay thì em sẽ chốt cho cả nhà mình luôn. Với giá tiền là 179.000 đồng. 179.000 đồng. Mẫu em đang mặc cái người mà sản phẩm là đeo 1199. Đầm này thì cổ vuông nha cả nhà mình ha. Cái cổ này cổ vuông có phối với mình ba cái cúc phía trước như thế này, rất là xinh luôn ha. Cúc cách điệu thôi nha cả nhà, nó hoàn toàn không cài được ha. Tay ngắn nè, bo em dán xòe cho mình luôn. Em cao 1m65, đầm này dài qua gối em tầm 10 phân. Dài qua gối em tầm 12 phân nha cả nhà. Rồi đầm này ngày hôm nay sẽ chốt cho cả nhà với giá tiền sẽ là 179.000 đồng. Bắt buộc chia sẻ livestream 3 lần nha cả nhà. Nãy giờ chị nào chưa chia sẻ mình chia sẻ ngay cho em. Đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1199. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1199. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em luôn. 1199 kèm số điện thoại bên em tư vấn về hàng chị size. Em đã có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Đầm này thiết kế là cổ vuông nè, có phối với mình ba cái cúc phía trước như thế này đây. Tay ngắn, bo eo, dáng xòe luôn. May một lớp phối kèm hai túi luôn. Khóa kèm
kéo đầu mặt sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1199. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1199 ha. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm giúp em 179.000 đồng thôi. Hàng này thì hàng lụa Nhật. Và hàng lụa Nhật này nó không có, phải nói là không có giống với vải lụa nào hết cả nhà. Mặt vải của nó thì mịn nè, rất là mướt luôn ha. Sờ lại là mịn là mát tay liền cho mình luôn. Đó, em mang một lớp vải của nó thì khá là nhẹ. Nhiều chị khách có comment rồi, vải này nhẹ nhàng lắm em, mặc là nhẹ nhàng, mặc mát thoải mái và không có sợ bị xuyên thấu bên trong khi là mình may một lớp ha. Có phối kèm thêm hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng, có túi nè, có khóa kéo luôn. Mẫu rầm này rất là đẹp luôn ha, mà chỉ có 179.000 đồng. Từ 40kg đến 65kg có đơn, eo tối đa của mình sẽ là eo 85-86 trở xuống, mặt đẹp luôn. Vải mềm, nhẹ tên luôn và có cái độ co giãn như thế này. Rồi chị Trang Nguyễn em 1208 ok, 1208 là đầm beo đúng không chị ơi? Đó, 1208 là làm beo đúng không chị? Comment phía dưới giúp em nha. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1199. 1199 ngày hôm nay em chúc cho cả nhà mình luôn 179.000. 179.000 đồng thôi. Quá đẹp, quá rẻ, quá xuất sắc luôn cả nhà. 179.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh. 1199, 179.000 đồng ha. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em thì mình comment đặt hàng sớm giúp em là 1199 và kèm với số điện thoại để bên em tư vấn em chị hàng dự size luôn ạ. 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn. 61kg mình mặc size 2XL giúp em nha chị. 61kg mặc 2XL là mình mặc vừa rồi ạ. Đó, chia sẻ livestream giúp shop lên từ vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn chưa hàng luôn. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục lên cho mình một cái em đầm khác. Và đây cả nhà ơi, bất ngờ cho cả nhà mình đây ạ. Đầm đẹp giá rẻ thì khỏi cho bạn luôn. Bên shop em là nhiều bao la. Chị nào chưa có thì mình cố gắng là hay sớm sớm giúp em để bên em tư vấn em chia hàng luôn ạ. Mã hàng nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại ngay cho em như vậy là ok ha. Rồi cũng đầm beo loại đừng có cổ, là loại không có cổ đúng không chị? Là loại không có cổ đúng không chị Huỳnh Mỹ Dung? Loại không có cổ em có nha. Cái dạng như cổ đắp chéo như thế nè, nó chéo qua chéo lại như vậy nè. Đó. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190. Chia sẻ like 3 lần nha cả nhà. Mẫu đầm này thì từ 55 cho đến 60kg có đơn. 1190 size XL, 55 đến 60kg mặc được. Rồi, đầm này thì chất liệu vải lụa mango ha. May một lớp phối kèm hai túi khóa kéo phía sau luôn. Em chúc cho cả nhà mình luôn. Chia sẻ livestream 3 lần thì sẽ được chốt 99.000 đồng. Còn cái cuối cùng nha cả nhà, 99.000 đồng size XL, 55 tới 60kg mặc được luôn. Cổ tròn nhỏ nè, tay ngắn nè, dáng xòe, nền vải là màu xanh xanh đậm, kết hợp với lại họa tiết hoa hồng màu vàng luôn. Hàng lụa mango cực đẹp, em may một lớp phối kèm hai túi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1190 chốt xe cả nhà mình luôn, với giá tiền sẽ là 99.000 đồng cả nhà nha. Chia sẻ livestream 3 lần nha cả nhà. Nãy giờ em thấy cả nhà mình đặt hàng rất là nhiều luôn. Và chị nào nãy giờ đặt hàng nè và có dồn đơn, muốn dồn đơn thì dồn mẫu này vô vô trong cái gói hàng của mình luôn ha. 1190 chốt xe cho mình luôn. 99.000 đồng size XL từ 55 cho đến 60kg mặc được luôn. 55 cho đến 60kg mặc được. Mã sản phẩm 1190, chia sẻ livestream cho shop 3 lần nha cả nhà. Mình chia sẻ lên tường nhà của mình, mình chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai tư vấn cho hàng giờ xa luôn. Chị ơi, đầm beo không có cổ đúng không chị ơi? Đầm beo không có cổ em sẽ có hai màu nha. Em sẽ có hai màu. Đầm beo trắng và đầm beo nâu. Cái này là cổ đắp chéo. Cái này là cổ đắp chéo nha chứ không phải sơ mi. Đó, đúng không chị ơi? Comment giúp em nha. Chị thích mẫu nào nè? Mẫu màu trắng rất là hot nha. Mẫu màu trắng rất là hot nha cả nhà. Còn mẫu màu nâu á là một cái đầm mà đó giờ thì cái màu này thì ai cũng có rồi, ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái form của nó thì không phải bàn cãi rồi. Không phải bàn cãi luôn, rất đẹp luôn ạ. Rồi em đang mặc cái người 1190 nha, 99.000 đồng nha cả nhà. Chia sẻ ra chuyên cho shop luôn, bên em tư vấn cho hàng chị size. Lâu lâu ha, em lên cho mình đầm sale 99k để cả nhà mình săn với em luôn. Tuy rằng đầm 99k chỉ có một cái hoặc hai cái. Ủa, một cái hoặc hai cái của một mẫu như thế này thôi. Một mẫu thì có một cái hai cái. Nhưng mà lên săn cũng vui mà đúng không cả nhà? Tần rất là hot hit, bán 249.000 đồng, bán 250.000. Đai lên xe cho mình và bán người tặng có 99.000. Thôi, quá đẹp luôn đúng không? Đó, lâu lâu em lên làm xe 99k cho vui nha cả nhà. Em đang mặc cái người 1190 trước xe 99.000 đồng cho cả nhà mình luôn. Cố gắng đặt hàng sớm giúp shop, bên em tư vấn cho hàng giờ sau. Em còn sẽ XL nha.
rất đẹp cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi 1190 99k ưu tiên dồn đơn ha. Chị khách nào dồn đơn thì mình comment giúp em là dồn đơn. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho một cái em đồng khác nữa ạ. Đó, mình muốn em mặc đồng meo nào thì mình cứ việc comment phía bên dưới nha chị. Còn nếu như mình cứ im im á thì em sẽ mặc mẫu khác ạ. Đây, lên thêm cho mình một cái em đầm khác 70kg trở xuống mặt, ok thoải mái luôn. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm ngay cho shop nha, bên em tư vấn không chị thì giờ sai. Mẫu em đang mặc trên người mà sản phẩm là DA 1204. Mẫu em đang mặc trên người mà sản phẩm 1204 nha. Còn size bao nhiêu chị Bubu? Trời, mình hỏi em là nó hết hàng rồi chị ơi. Mình hỏi em là nó hết hàng rồi nha chị. Cái mẫu hồi nãy còn size XL, em có báo rồi là còn một cái size XL. Chứ em không có giấu size. Size XL từ 55 cho tới 60kg mình mặc được. Và chị nào trong tầm từ 55 tới 60kg thì chị đặt hàng. Còn ngoài ra muốn săn đầm nữa đúng không? Xíu này em có lên nữa. Đó. Trong một cái live stream em lên hoài luôn á. Đó. Nhưng mà lâu lâu em lên bất ngờ, chị nào ở lại thì mình được chốt. Còn nếu như mà mình đi ga giữa chừng thì thôi ạ. Là em đang mặc cái người 1204 nha. 1204 là chiếc xe tại nhà mình luôn. Với giá tiền sẽ là 199.000 đồng thôi. Đầm này thì nền vải của nó là màu tím nè, tím đậm nè. Có phối cho mình nguyên một mảng hoa thêu to luôn. Hoa thêu là màu tím nè, lá là màu vàng đồng. Và cả nhà em không có dán ép cũng không đính keo nha. Em đều may thẳng ở trên nền vải cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc cái người 1204. Chấm bi đi em. Chấm bi body nha chị. Chấm bi body nha. Rồi chị nào chưa có thì mình để lại comment nghe cho em chị Yến Hoàng. Dạ hôm qua em off chị ơi. Hôm qua em về quê. Đó hôm qua em về quê lấy một số cây giống lên để trồng. Em đem quá trời cây giống ra trồng luôn. Rồi hồi sáng này á cả nhà, em đâu trồng cây cái sao em đi trễ. Em đi trễ xong rồi chị Lan like trước giùm em xíu. Đó, em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1204 nha. Đang mặc cái người mã sản phẩm 1204 199.000 đồng. Chị nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm giúp em. Bên em tư vấn em chị hàng giờ sai luôn. Hàng này thun laser nha cả nhà. Chị nào kiếm thun thì em có thun laser nha cả nhà mình đây. Đó, rồi, đó cả nhà mình thấy không? 1190 hết hàng rồi nha cả nhà. 1190 hết hàng rồi cả nhà ơi. Là em đang mặc cái người có 1 cái, 2 cái nha cả nhà ơi. Chứ đâu có nhiều đâu ạ. Xíu để em lên nữa cho. Rồi đây nè cả nhà ơi, đầm này chất liệu vải thun la giang, nó co giãn rất là tốt, không có nhăn nhầu cũng không chạy nhầu vải luôn ha. Mẫu đầm này thì màu của nó là màu tím than, có phối cho mình nguyên một mảng hoa thêu luôn. Rồi chú xe cả nhà mình luôn, với giá tiền sẽ là 199.000 đồng, 40 đến 70 kg có được, eo tối ra eo 95 trở xuống mặt được cho em luôn. 40 tới 70 kg, eo tối ra eo 95. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em luôn. Thun la giang cao cấp mặt lên siêu đẹp. Chị Mai Nguyễn nè, 1204 ok chị luôn ạ. 199k. 199k, chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em, bên em tư vấn em chưa hàng giờ sai luôn ạ. 1204 kèm số điện thoại, 1204 kèm số điện thoại. Đó, xuất sắc chưa cả nhà ơi, cái mặt vải của nó mướt mịn nè. Rồi có phối hoa nè, hoa thêu nổi màu tím nè, lá là màu vàng đồng nè. Tất cả được may thẳng lên trên này vải nè, xuất sắc cho cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm giúp em nha, để bên em tư vấn em chưa hàng giờ sai cả nhà mình luôn. Mã hàng 1204 199.000 đồng. Và nếu như mà mình kiếm đầm thun bên shop em thì cả nhà chỉ có một mẫu này thun thôi. Co giãn nè rất là tốt luôn ha. Cho dù cả nhà mình có mặc cả ngày cũng không có bị chạy nhau vải. Cả nhà mình rất là sợ là mặc đầm thun bị chạy vải đúng không? Thì yên tâm với cái em đầm này nha. 1204 là 199.000 đồng nha cả nhà. 199.000 đồng cho chị Hoàng Thu. Rồi bây giờ hai mẫu khác cho mình luôn ha. Mẫu này mặc lên rất là trắng và siêu sang luôn. 199.000 đồng, 199.000 đồng luôn ạ. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mặc màu vàng bò đi. Em ơi mặc màu vàng bò đi, ok. Màu vàng bò mã gì đây? Để em coi còn hàng không nha. Còn hàng mới mặc được nha cả nhà, hết hàng là bó tay. Còn 2XL thôi. Chị Vũ Ngọc Ánh ơi, còn 2XL thôi, chịu không? Nếu như mặc vừa em lên 2XL 58 đến 65kg mặc được màu vàng bò. Đó, màu vàng bò nha. 58 đến 65kg mặc được, còn đúng 10 cái luôn. Đó, nếu như chị mặc vừa thì em mặc lên em báo với chị. Còn nếu như mà mình mặc không vừa thì thôi em mặc mẫu khác đủ size. Nha chị nha. Rồi bây giờ thì em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha cả nhà. À, chấm bi hả chị? Ok, thích chấm bi thì lên chấm bi. Thích chấm bi thì lên chấm bi. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Chờ cái đầm chấm bi này em đảm bảo cả nhà mình luôn. Ghiền liền, cái vải của nó dày đã lắm. Cái vải của nó dày đã lắm mà mặc lên lạnh ngắt luôn cả nhà ơi, nó mát lạnh luôn. Em đang mặc cái người 1213 nha. Em đang mặc cái người mà sản phẩm là 1213. Cả nhà ơi, đầm này em chỉ còn mờ với 2 tôi à.
cùng M với 2XL thôi. Rồi, cố gắng là hàng sớm giùm em. Size M thì từ 40 cho đến 50 kg mặc được, và size 2XL 58 đến 65 kg ha. Body là body Gucci. Đẹp lắm luôn nha cả nhà. Chỗ mặc lên ha, cái dáng của mình không đẹp cũng thành đẹp nữa cả nhà ơi. Tại vì sao ạ? Cái đầm này thiết kế là cổ đắp chéo, ngực của mình trăm mấy mặc ok thoải mái nha. Nếu như là size 2XL đó. Rồi, nó sẽ có một bạn eo đi ngang qua, mặc lên thì cái eo này nó sẽ xiết cái người của mình lại. Cái hông này thì em sẽ may hơi phồng ra một chút xíu. Mình mặc lên thì cái hông của mình sẽ thành hông quả táo, và cái eo của mình sẽ được siết gọn hơn. Đó, dáng của mình nó sẽ cân đối hơn và sẽ đẹp hơn rất là nhiều ạ. 199.000 đồng. Còn size M và 2XL, size M 40 tới 50 kg. Có lại xòe không á? À? Chị Huyền Anh. Dạ không chị ơi, em có báo chị rồi. Lần sau đi, đợt hàng sau đi chị. Đợt này có body này thôi mà nó lẻ size nữa. Đợt này em còn cho mình nè, 4 cái size M nè, 4 size M 40 tới 50 kg mặc được. Và ủa em xin lỗi, 6 cái size M 40 tới 50 kg mặc được, và 4 cái size 2XL. 2XL 58 đến 65 kg mặc được. Rồi 199.000. Xuất sắc chưa? Quá đẹp luôn, 199 luôn. Rồi body nha, đầm này thì chất liệu vải cô tông thái. To dạng tốt. Vải dày luôn, mặc không có sợ bị cấn, bị vằn cái ở bên trong ra ngoài luôn, đẹp lắm. Rồi 199.000 đồng ha, còn M với 2X nha cả nha. 199.000 thôi, body chấm bi. Có màu rồi chị ơi, có một mẫu chấm bi chứ. Có một mẫu chấm bi thôi chị ơi. Nếu như chị thích chấm bi suông hay xè gì á, đợt sau giùm em nha. Đợt sau giùm em nha chị. Còn đợt này thì em bó tay rồi, không có chị ơi. Rồi tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho các em đầm khác nữa. Trời, cái đầm này mặc lên chắc sáng cả khung hình luôn cả nhà. Đây, em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1197, 1197 nha. Giá tiền thì phải nó quá yêu thương luôn rồi. 149.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1197. Em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn ạ. À. Size M, size L, XL và 2XL. Size M, size L, XL và 2XL từ 40 kg cho đến là 65 kg có đơn. Đầm này cổ vuông, lượng sóng nhẹ nhẹ phía trước nè. Tay ngắn nè. Đó, tay ngắn là tay ngắn dạng như là tay loe cánh tiên, hoặc nhiều chị gọi là tay chuông á cả nhà. Tay hình cái chuông này cả nhà ơi. Đó, rất là xinh luôn ha. Đó, còn ngoài ra nếu như mà mình không thích tay hình cái chuông này thì mình có thể về nhà bóp lại thành cái tay bình thường ha. 149.000 đồng. 149.000 đồng, mặc lên nhìn nó sáng luôn cả nhà ơi. Màu xanh công an nha. Nếu như trong tủ đồ của mình, coi trong tủ đồ của mình có cái màu này chưa. Nếu như chưa có thì mình đặt hàng sớm, bên em tư vấn nha. 149.000 đồng thôi. 149.000 đồng nha. Rồi chị khác nào đang coi livestream em nãy giờ mình chưa có comment gì hết thì mình cũng tranh thủ comment đi cả nhà ơi. Đầm ngày hôm nay quá trời nhiều luôn mà cả nhà mình không nhanh tay đặt hàng nó hết rất là uổng nè. Em đang mặc cái người nè, mã sản phẩm là DA 1197. Rồi à, có cái đầm này đủ size đang được sale luôn cả nhà ơi, còn có màu à. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm 1197 nha. Chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm cho em để bên em tư vấn anh chị hàng giờ sale luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại chốt sale 149.000 đồng. Chốt sale 149.000 đồng cả nhà ơi. Cái mặt ngoài của nó mướt nè, mịn nè, hàng này là hàng lụa Nhật cho mình ha. Đó, có co giãn nhẹ luôn. Em may một lớp phớ kèm theo cho mình hai túi. Khóa kéo thì sẽ nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là 1180. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản ôi em xin lỗi 1197. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1197. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình đặt hàng sớm giúp em nha, để bên em tư vấn em về hàng giờ size cả nhà mình luôn. 149.000 đồng thôi, hàng lụa Nhật nha cả nhà. Một lớp hai túi khóa kéo phía sau. Em cao 1m65, đầm này dài qua gối em 15 phân. Đó, ở trên livestream nhìn em hơi lụm chút xíu nhưng mà em cao 1m65 nha cả nhà. Ở ngoài mình nhận được hàng thì cái váy của nó cũng khá là dài á. Thích mặc dài thì mình để dài dài mình mặc, còn nếu như mà không thích mặc dài thì có thể lên like cắt ngắn tùy thích mà không hề sợ bị mất phong đầm cả nhà nha. Rồi 1197 này thì 149.000 đồng, 149.000 đồng nha. Dạ hàng này hàng lụa Nhật kìa, hàng lụa thì được cái nó mềm, có độ rũ, và lụa Nhật này thì đảm bảo mát lắm. Nó mát nè, nó không có sợ xuyên thấu, nó không hề xuyên thấu. Nhưng mà khi mình mặc lên nó rất là mát và nó nhẹ lắm cả nhà. Nó nhẹ tên luôn. Nó rất là nhẹ, cái đầm này khá là nhẹ ha. Rồi 149.000 đồng. Rồi có váy body hoa nữa không? Có nha chị. Chị bao nhiêu ký chị cho em xin cái số cân nặng của mình đi. Đó để em kiếm size mặc cho mình. Tại vì váy body hiện tại thì bên em đã lẻ size rồi nha chị. Lẻ size. Rồi 1197 nè cho chị. Chị về sao quá không thấy tới luôn. Chị Huỳnh Phương. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1197. Chốt sale 149.000 đồng. Hàng lụa Nhật này đặc biệt. Cái mặt vải nó mịn. Về nhà sờ lên
về nhà em xếp trong bọc, em xếp trong bọc như như này, em xếp trong bọc như thế này đấy, em xếp trong bọc như thế này, về nhà dở ra có thể nó hơi nhăn nhưng mà sờ lên nó vẫn không không có thay đổi cái độ mịn của nó đâu. Sờ lên nó mịn tay lắm cả nhà, mang một lớp phối kèm hai túi khóa kéo phía sau ha. Chú cho cả nhà 149.000 đồng luôn và nó rất là nhẹ nha, cái mẫu đầm này thì nó khá là nhẹ luôn. Rồi 1197 149.000 đồng, đảm bảo chị khách nào khó tính lắm vẫn mặc ok, nhất là những chị mà mình hay sợ nó nặng người, mặc lên nó nóng nó khó chịu thì ok, đặt mẫu này cho em rất là dễ chịu luôn. Chị Anh Thư 1197 ok, chốt xe mình luôn ha, 149.000 đồng màu xanh của ba. Dạ em có, nhưng mà cái đầm xu này đang được sale rồi cả nhà ơi, khá là xịn sò luôn á. Rồi ok chị luôn, 864 mặc được ha, em 865 đó, mình mặc thì xem như em vậy đó, mình cứ canh theo chiều cao của em, các chị mình đặt hàng nha đó. Thích mặc dài thì về nhà để dài dài, không thích mặc dài thì mình về nhà mình lên like. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1180, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1180, đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn, size MLXL và 2XL, MLXL và 2XL luôn, 40 cho đến 65kg mặc được luôn cả nhà ơi. Đầm này em thấy nha, đẹp lắm cả nhà, chất xốp thái, đầm này vải xốp thái. Thí dụ như về đợt hạn mà 40 cái thì chỉ có 2 cái xốp thái thôi. Đó, dán đầm phơm suông và nhìn cái phơm suông giùm em. Cái phơm suông mà may cũng đẹp luôn cả nhà ơi. May hai lớp cho cả nhà mình nha, có phối hai túi luôn, khóa kéo phía sau lưng. Chân váy sẽ có xẻ tà hai bên như thế này nha cả nhà, chân váy có xẻ tà hai bên. Mẫu em đang mặc cái người mạng sản phẩm là DA 1180, 1180 nha cả nhà. Chú cho cả nhà mình luôn 169.000 đồng trước xốp thái, có nghĩa là cái mặt vải nó sẽ sần như thế này. Đứng gần này cả nhà, đứng gần mới thấy sần nhiều nha. Đó, nó sần mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Sờ lên thì này dĩ nhiên nó sẽ gợn sóng rồi cả nhà. Sờ lên mình cảm nhận được độ gợn sóng. Nhưng mà yên tâm, tại vì bên trong thân áo có lót thun cô tâm nên mặt rất là mềm và êm luôn. Rồi, đầm này là 169.000 đồng luôn ạ. 169.000 đồng. Cái phơm dán đầm nó giống cái sườn xám vậy đó cả nhà. Chân váy nó sẽ tà như vậy nè. Sẽ tà yếu thôi. Em cao mấy 65. Cái tà này nó vẫn nằm phía dưới gối em nha. Rồi em còn nhưng mà là size M 5 cái, size L 9 cái, XL 10 cái. 2XL nha, 2 cái thôi. 2XL còn có 2 cái thôi cả nhà ơi. 169.000 đồng. Rồi 169.000 đồng mã sản phẩm là 1180. Rồi mã sản phẩm 1180, chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em. 1180 kèm số điện thoại bên em tư vấn về hàng giờ size nha. Rồi cố gắng đặt hàng sớm giùm em, bên em tư vấn về hàng giờ size luôn cả nhà ơi. Cái mẫu này á thì đặc biệt một điều đó chính là cái hoa nó sẽ nằm nhiều chỗ khác nhau. Tại vì em cắt bằng máy, có thể là em gửi về nhà, cái bảng hoa này này cả nhà nó nằm chính giữa. Nó nằm bên hông, nó nằm xuống chút xíu vậy đó, nó nằm phía dưới. Đó thì cả nhà mình thông cảm giúp em cái chi tiết nhỏ đó thôi. Còn ngoài ra chất liệu vải, hoa nè, hoa nhìn kỹ giúp em. Về nhà cũng là cái hoa này thôi. Chất liệu vải, hoa, màu sắc, form dáng đồng là màu hết nha. Còn ngoài ra những cái mảnh hoa này nè, nó sẽ nằm nhiều chỗ khác nhau, cả nhà mình thông cảm giùm em cái chi tiết nhỏ này nha. Rồi 169.000 đồng mẫu đầm này em đảm bảo mặc là ghiền. 4 size M, XL và 2XL, eo tối ra eo 88 trở lại mặc được luôn. Vải mềm, co giãn hơi nhẹ thôi. Đó, thấy vậy chứ co giãn cũng nhẹ nhẹ, tương đối nha cả nhà, chứ không phải là thun cho nên là không có co giãn quá nhiều. Chị Mỹ Huỳnh ok chị luôn ạ. 1180, 169.000, 169.000 đồng cho cả nhà mình luôn nha. Ơn ý cái mẫu đầm này đặt hàng sớm nha chị em, bên em tư vấn cho hàng chị size 1180, 169.000 đồng. Chị Huỳnh Phương nãy giờ đặt nhiều nè, dùng đơn chị Huỳnh Phương luôn nha. Dùng đơn 590.000 đồng trở lên em miễn ship và tặng quà luôn. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm nha chị em, bên em tư vấn cho hàng luôn ạ. 1180 kèm số điện thoại, 1180 kèm số điện thoại nghe cho em, bên em tư vấn em chưa hề giờ sai. Em chào chị Thảo Phương ạ. À, rồi vừa chị ơi, vừa ạ. À, em còn cho mình nè, size M là 5 cái, size L là 9 cái, XL là 10 cái. Ok chưa nè, thì những cái size này thì mình cứ thể có thể đặt thông thả. Đấy, thì cũng được 9-10 chị có hàng. Nhưng mà size 2XL em chỉ còn có 2 cái thôi. Chị nào mặc size 2XL cố gắng lên nha. Eo tối ra sẽ là eo 88 mặc được luôn á chị. Eo tối ra eo 88 trở lại nha. Mặc rất là thoải mái luôn, chiếc xốp thái mua về mặc thử viên mặc ghiền luôn cả nhà. Đó, dĩ nhiên thì trong tủ đồ của mình phải có vải này vải kia để mình tham khảo xem là mặc cái nào nó ok, nó thích. Đó, thì em đảm bảo với cả nhà mình luôn, mẫu nào cũng thích cho. Chiếc xốp thái này thì nó hơi lạ lạ. Nó hơi lạ lạ chút xíu ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình một cái em đầm khác. Em đầm này không biết còn không nữa nè. Em mặc đại như cả nhà. Đây, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1226.
Mẫu em đang mặc trên người 1226, chị Thảo Phương 52kg nè. Màu hồng 1180 nè. Mẫu em đang mặc trên người 1226 nha. Đầm này còn có 6 cái à cả nhà ơi. 2M, 2L, 2X. Hết hết L rồi nha cả nhà. Đầm này thì 249.000 đồng. Cái đầm này thì 249.000 đồng. Cái dáng đầm form suông. Đầm form suông này mà 249.000 đồng là khá là rẻ đó cả nhà ơi. Cố gắng mình đặt hàng sớm giúp em nha. 1226. Để em coi coi những cái size kia sao vậy cả nhà. Em có tới 3 màu lận. Em có tới 3 màu lận nha. Rồi, 3 màu lận nha cả nhà. Em sẽ cầm dơ lên nha. Nếu như cả nhà mình thích thêm màu nào nữa thì mình cầm bên phía bên dưới để em mặc nha. Em và chị Đỗ Thị Kim Kim nè. Rồi, nếu như cả nhà mình có thích cái màu nào nữa thì mình cầm bên phía bên dưới em mặc nha. Còn nếu như mà mình không cầm bên là em sẽ không mặc, em sẽ mặc thêm màu khác. Rồi, đây. Em sẽ có cho mình 3 màu. Màu tím than. Cái này là màu tím than nha cả nhà. Màu xanh rêu với lại màu xanh ngọc bích. Đó, rồi. Màu tím than mã của nó là 1225. Màu xanh rêu là 1226. Màu xanh ngọc bích là 1227. Cùng chất liệu luôn. Cái lớp bên ngoài này là chất chiết phong. Cái lớp bên ngoài này sẽ là chất chiết phong nha cả nhà mình nha. Nó rất là mềm. Cái chất chiết phong này thì nó rất là mềm. Và giá thành của nó thì sẽ nhỉnh hơn vải vong một chút xíu. Ở bên trong này thì em sẽ đắp cho một lớp thun lớp von. Lớp von này cả nhà, cái lớp von này thì sẽ có phối hoa nha, và những cái mảng hoa này nó sẽ mang hoàn toàn khác nhau. Những cái hoa này sẽ hoàn toàn khác nhau cho cả nhà mình ha. Rồi bên trong thì kèm lót thun cotton. Bên trong kèm lót thun cotton. Cái đầm màu tím hay lót màu tím, lót thun cotton màu tím. Đây, cái đầm màu tím lót thun cotton màu tím. Đầm màu xanh lót thun cotton màu xanh nãy em cho mình coi đó. Đầm màu xanh ngọc bích thì bên trong cũng lót cho mình cái màu giống giống vậy. Rất đẹp cho cả nhà mình luôn. 249.000 đồng. Quay phía sau ok chị nha. Rồi, để em xíu chị nha, để em chỉnh cái dây áo bên trong đó nè. Rồi ok, phía sau đúng chị. Phía sau như thế này thì có cột eo. Còn nếu như mà mình không coi có cột eo thì ok, em sẽ xả eo ra. Đấy, đây là phía sau nha cả nhà. Đây phía sau nha cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Có khóa kéo phía sau luôn cho mình luôn. Đây phía sau. Thích cột phía sau thì cột. Không thích cột phía sau thì cột phía trước nghe dày cũng được luôn. Rất là đẹp ha. Rồi, cố gắng là hàng sớm 3 mẫu thì nó y chang nhau thôi. Chứ nó không có khác gì nhau hết trơn á cả nhà. Đẹp mà thoải mái. Đấy, nó cứ cong cong theo cái đường cong của mình đẹp lắm luôn. Rồi chị nào hơi tròn rồi thì yên tâm. Cái mẫu đầm này che được phần bụng rất tốt đây. Nó che được phần bụng rất là tốt luôn. Có kèm hai sợi dây thích thắt thì thắt, không thích thắt thì tháo ra. May hai lớp có phối hai túi khóa kéo phía sau. Cố gắng đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chơi hàng giờ sai luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Thích màu tím đặt cho em 1225. Mẫu nào cũng lẻ sai như cả nhà. Một mẫu như thế này chỉ còn 3 size thôi. Cái em đang mặc trên người thì còn size M, L và 2X. Còn hai cái này á thì nó còn size M, XL, 2X. M, XL, 2X, hai mẫu này. Đó. Rồi, thích màu tím than đặt cho em 1226. Thích màu xanh rêu đặt. Ôi em xin lỗi cả nhà. Thích màu tím than đặt cho em 1225. Màu tím than là 1225, 1225 nha cả nhà. Còn màu xanh rêu là 1226. Còn màu xanh ngọc bích là 1227. Còn nếu như em mặc mẫu này rồi mình thích một trong hai cái này, mình muốn em mặc lên cho mình ngắm thì mình comment cho em cái màu em sẽ mặc lên, sẽ giới thiệu tiếp. Rồi còn bây giờ em sẽ thay thêm nha, thay mẫu khác nữa nha cả nhà. Ưng ý cái mẫu đầm nào thì mình cố gắng đặt hàng sớm giúp em để bên em tư vấn em chị hay giờ sai. Mã hàng nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại nghe cho em là được luôn. Rồi chị Bích Trâm nè, 1226, 1227 ok chị luôn ạ. À, cố gắng đặt hàng sớm giúp em nha. 1225 là màu tím, 26 là màu rêu, 27 là màu xanh ngọc bích. Đó, nó theo số thứ tự vậy nha. Em sẽ lên luôn cho một cái em đầm khác trước sau cái phải dưỡng đẹp hết trơn á cả nhà. Đầm phong su mà cái đầm này chất liệu vải của nó là vải nhập nữa. 249.000 nào là quá rẻ luôn. Bây giờ em sẽ lên thêm cho một cái em đầm khác nữa nha. Hoa cúc nha cả nhà. Dạ 249.000 đồng chị Yến Nguyễn ơi, 249.000. Em đảm bảo chị mua cái đầm này về chị không có đi đâu kiếm được mà cái đầm đẹp như vậy mà giá rẻ như vậy nữa đâu ạ. Em còn ít lắm. Em còn rất là ít luôn. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1207. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1207 nha cả nhà. Rồi chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em nha, bên em tư vấn em chị hàng giờ sai luôn. Ủa 1205 hay 07 ta? 1205 cả nhà nha. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1205. Đầm em sẽ còn như mình là 3 size. Size M, size XL và size 2XL. 1205 còn size M, size XL và size 2XL. Thì cái đầm này ngày hôm nay sẽ chốt cho cả nhà mình là 179.000 đồng. Mã sản phẩm 1205. Mã sản phẩm 1205 nha.
Chị nào chưa có cái mẫu rằm này đặt hàng sớm cho em để bên em tư vấn em chưa hề nhiều size. 1205 kèm số điện thoại. 1205 kèm số điện thoại cả nhà ơi. Đầm này cổ tròn này có phối cho mình ba cái cúc phía trước nè. Chị Tấn Nguyễn này ok, màu xanh rêu là 1226 nhé. 1226 là màu xanh rêu nha. Rồi đầm này thiết kế là cổ tròn này có phối cho mình ba cái cúc như thế này, tay ngắn này, bo nhẹ phần eo, dáng đầm phong xòe. Hàng này thì mình thấy nó hơi bong bóng đúng không cả nhà? Đây là hàng vải lụa satin nha. Hàng lụa satin đó cả nhà. Cho là nó hơi bóng một xíu ha. Co giãn nhẹ nhẹ. Nề vải là màu đen, có phối cho mình họa tiết hoa cúc màu xám xanh, xám xám xanh xanh. Đó, em may cho mình làm một lớp với kèm thêm hai túi. Đầm này thì mặc không sợ thấy sợ lộ gì cả nha. Hàng lụa đây phần mặc buộc lớp là thoải mái rồi, không có sợ thấy sợ lộ gì đâu. Rồi em may một lớp với kèm hai túi, khóa kép phía sau 179.000 đồng. Cả nhà mình đặt hàng dồn đơn 590.000 đồng trở lên miễn ship tặng phụ kiện. Dồn đơn 590.000 đồng trở lên miễn ship tặng phụ kiện ạ. Phụ kiện có thể là thắt lưng, co giãn nhiều lắm, mặc thoải mái, mang thoải mái, bao nhiêu ký mang cũng được hết. Hoặc là ghim cài áo nha cả nhà nhé. Đây đó, rất là xinh. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm, chị Võ Thị 1180 xem mờ ok. 1180 chất xốp thái chị, cái chất xốp thái nó không có giống với chất nào ở trên, nó sần sần nhẹ, nó gợn sóng đấy. Em có mày lót, mày hai túi nữa, cái 1180 cái form rất là đẹp. 1246 có cho em. 1246 là cái gì vậy ta? 1246 chị Thu Hà nè. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là đây à. 1205 chưa thấy trên hệ thống chị ơi. Em đang mặc cái người 1205, 1246 là gì ta? Rồi chị nào chưa có cái mẫu này đặt hàng sớm giúp em nha. Bên em tư vấn anh chị thì chị sang cả nhà mình luôn mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nha cho em như vậy ok cả nhà nha. Đó, cố gắng đặt hàng sớm giúp em. Dạ chưa chị ơi, chưa có chị Thu Hà nha. Nào có em báo ạ. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1205, chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em. Chị nào chưa có cái bộ đầm này đặt hàng sớm giúp em nha, bên em tư vấn cho hàng vừa sai luôn, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em, bên em tư vấn cho hàng vừa sai cổ tròn nè. Phối cho mình ba cái cúc luôn, mặt vải của nó thì mướt mịn, co giãn nhẹ nhẹ, may một lớp phối kèm hai túi. Mã sản phẩm là 1205 cả nhà nha, mã sản phẩm là 1205. Đó. Rồi chốt xe cả nhà luôn, ngày hôm nay chị còn có giá tiền là bao nhiêu cả nhà, 179.000 đồng ha. Rồi mặt đầm xanh kế bên đầm tím ok chị luôn ạ. Quá trời đầm đẹp cho cả nhà mình luôn, chị Phan Linh này ok chị luôn ạ. 1205 179.000 đồng, đầm này 179.000 đồng hoa cúc nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho một cái em đầm khác nữa đây ạ. Đó, mình coi coi mình chưa có cái mẫu nào, chưa có mẫu nào thì mình nhanh tay đặt hàng sớm giúp em nha, để bên em tư vấn em chị hàng chị sai cả nhà mình luôn. Mã kèm giá kèm số điện thoại. Rồi có cho mình đầm xanh luôn, thích đầm xanh thì có đầm xanh cho cả nhà mình luôn. Rồi 1225 chị Vân Trần, 1205 chị Vân Trần. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1234 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1234. Đầm em sẽ còn cho cả nhà mình là hai size lớn XL và 2XL, XL và 2XL. Trong tầm là khoảng từ 55 cho đến là 65kg có đơn. Mã sản phẩm là 1234 nha cả nhà nha. Và cái em đang mặc trên người dĩ nhiên cũng là cái size to hơn so với em ạ. Đầm này thì cổ tròn, tay ngắn nè, bo eo, dáng xòe luôn, chất liệu là vải von. Đầm này em may hai lớp nha, kèm thêm hai túi khóa kép phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1234. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1234 ạ. Đầm này thì em đang có cho cả nhà mình là hai size XL và 2XL. Bên trong thân áo em có may thêm lớp lót khung cotton. Đó, em may cho mình hai lớp, bên ngoài là lớp von, bên trong là lớp lót khung cotton. Kèm theo cho mình là hai túi khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm là 1234. Rồi bây giờ chị khách nào chưa có đầm này thì mình đặt hàng sớm giúp em nha. 169.000 đồng thôi ạ. 55 đến 65kg mặc được, 169.000 đồng thôi. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em nè. 1234 kèm số điện thoại. 1234 kèm số điện thoại. Đây, niềm vải là màu xanh lá, có phối cho mình họa tiết hoa lá như thế này. 169.000 thôi, hai lớp luôn, hai túi luôn, khóa kéo phía sau luôn ạ. 169.000 đồng. 169.000 đồng chúc vâng cả nhà nha. Đừng quên chia sẻ lên stream cho shop nha cả nhà ơi. Chị khách nào quên chia sẻ, mình chia sẻ ngay nha. Rồi chị Võ Thị Thanh Thúy luôn, 1234 luôn, chốt luôn 169.000. Bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho một cái em đồng khác nữa nè. Chị nào chưa có cái mẫu nào nhanh tay đặt hàng sớm giúp em nha. Chị Huỳnh Phương 1234 169k ok. Bây giờ thì em sẽ lên tiếp cho một cái em đồng khác nữa cả nhà nha. Lên cho mình đầm này sale luôn đi cả nhà. Có chị nào mặc size 2XL không ạ? À? Có chị nào mặc size 2XL không ạ? À? Em lên đầm này cho mình dồn đơn đây.
Em còn cho mình có một cái thôi nha, cho chị nào mà mình muốn dùng đơn thì mình dùng đơn cho em luôn. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1173 1173 size 2XL trước sale 99.000. 1173 à? 99.000 đồng ha. 58 đến 65 kg có đơn hàng size 2XL nha cả nhà. 1173 2XL có phối cho mình nguyên hàng cúc phía trước luôn. Vải của nó thì mềm nè, may một lớp dày dặn, may hai túi luôn. 1173 để em nhập cho mình cái size 2XL nhé. Rồi 2XL 58 đến 65 kg mặc được nha cả nhà. 1173 chị nào muốn dùng đơn thì mình dùng đơn. Đây là size 2XL 58 đến 65 kg mặc được luôn. Cổ này là cổ vuông nha cả nhà nha. Đầm này thì thiết kế của nó là cổ vuông nè, tay ngắn hơi phồng nhẹ luôn, bo nhẹ phần eo. Cái đầm này em mặc sample là cả nhà mình ghiền liền đấy. Nó sẽ bo nhẹ phần eo như thế này, chân váy xòe cho mình luôn, có nguyên một hàng cúc luôn. 1173 99.000 đồng luôn, size 2XL như cả nhà. 2XL thì từ 58 cho đến 65 kg có đơn hàng luôn. Chị khách nào chưa chia sẻ livestream của shop thì mình tranh thủ mình chia sẻ livestream luôn, em tư vấn chưa hàng nha. 1173 trước xe cả nhà mình luôn với giá tiền sẽ là 99.000 đồng thôi. Rồi 99.000 đồng thôi ạ. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp shop nha. Bên em tư vấn em chị hàng chị sai luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại 11739K 11739K nha. Cố gắng đặt hàng sớm giúp em, bên em tư vấn chị hàng chị sai. Chị Quế Chi em chào chị yêu mình luôn ạ. 1173 2XL 99K 99K thôi 1173. Bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho một cái em đầm khác nữa nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình nhanh tay đặt hàng sớm giúp em để bên em tư vấn cho hàng chị sai cả nhà mình luôn. Mã hàng nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại nghe cho em. Như vậy là ok luôn ha. Rồi như vậy là ok luôn nha cả nhà ơi. Bà cứ cài đặt hẹn giờ, cái hẹn giờ nó cứ kêu rồi bà cứ nhấp nhích. Rồi ngủ đi, ngủ thêm 40 phút nữa đi. Rồi chị like đây luôn. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mẫu gỡ nha. Hả? Tiếng rưỡi 40 phút nữa là xong. 2 tiếng ra sáng. Rồi chị like xong em vô em like mấy chục phút nữa là xong. 15 phút nữa là xong. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1203 ha. 1203 ha. Đó như vậy là kịp. Rồi em đang mặc cái người là 1203. Em like xong cái này cái chị like. Em vô em like bên cái hát 15 phút là xong rồi. Em đang mặc cái người hả? Đang mặc cái người mã sản phẩm là 1203 nha cả nhà. Đang mặc cái người 1203. À rồi, à Châu Thành Tiền Giang, em cũng ở Tiền Giang nè chị ơi, mẹ em ở chợ gạo Tiền Giang. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1203 nha, đủ size như cả nhà, 249.000 đồng, đẹp lắm nha, đầm này đẹp lắm, có tới 3 mẫu lận, 3 mẫu hoa lận cả nhà. Cái form này có 3 mẫu hoa, chất liệu vải xốp thái, vì vải xốp thái nó sẽ là như thế này nè cả nhà. Cái vải xốp thái thì nãy em có mặc qua cho mình một mẫu rồi đó, nó như vậy nha, vải xốp thái nó như vậy nha cả nhà nha. Nó hơi sờn nhẹ, gợn sóng nhẹ, nhưng mà bên trong thì có lót cho mình mặc lên rất là ok ha. Vải xốp thái nó sẽ gợn sóng như thế này. Đây là vải xốp thái này cả nhà. Đấy nó đó cả nhà ơi. Tại vì cái hoa nhiều quá cả nhà mình không có thấy rõ. Không thấy rõ ha. Rồi bây giờ thêm sẽ có 3 mẫu lận, cái này em sẽ cầm cho mình coi. Đây là 1201. 1201, 1202, 1203. Dễ ha. 3 mẫu, 3 mẫu mà ba cái mã số dính liền nhau luôn, dễ. Rồi 4 size từ 40kg cho đến 65kg có đơn hàng 249.000 đồng một mẫu. Những cái mẫu đầm này thì khá là đơn giản, nhưng mà khi mà mình đặt lên thì nó sẽ đẹp và nó sẽ rất là sang luôn. Đây, đây là 1201 nhé. 1201 nha cả nhà, nên vải là màu đen có phối cho mình hoa nè. Đó, những cái cành hoa nhìn rất là đẹp luôn ha. Xịn sò luôn cả nhà ơi, quá đẹp luôn ạ. Rồi đây ha, nền xanh đen hoa hồng 1201. Nền xanh đen hoa hồng 1201. Nền đen hoa nền đen mà phối cho mình chim hồng hạt màu xanh á, chim hạt màu xanh á là 1202. Chim hạt màu xanh 1202 em bướm thử cho mình coi nha. Đây, chim hạt màu xanh 1202. Các em đang mặc cái người hoa mẫu đơn 1203. Hoa mẫu đơn là một cái mẫu đầm cực kỳ hot luôn cả nhà ạ. Và hiện tại em còn số lượng cực kỳ ít nha. Chị nào chưa có cái mẫu nào đặt hàng sớm giúp em. Và cái mẫu đầm này cả nhà ơi, khi mà mình đặt hàng mình đun lên giúp em một size nha. Giống như hồi nãy em mặc mấy cái size M nó hơi rộng hơn so với em một chút xíu. Đó thì cái mẫu đầm này em mặc thì nó lại vừa khít luôn. Nếu như đợt trước chị khách nào đặt size M mà size M đợt trước của mình mặc vừa thì đợt này mình phải đun lên một size. Nếu như đợt trước của mình size M mình mặc rộng hơn bây giờ thì mình đặt size M luôn. Đó, sẽ mặc vừa. Rồi cái đầm này thì form nó khá là nhỏ,
Còn những chị khách nào mới á, các bạn tư vấn ví dụ như à chị 55 kg, eo của chị 70, chị lấy size L cho em cho chắc ăn, tại vì eo 70 bình thường á thì size M sẽ mặc vừa. Đó, eo 70, eo 69, size M sẽ mặc vừa. Còn cái này eo 68, 69, 70 gì đó, mặc size L cho em nha. Đơn lên một size mà mặc nha. Nếu mà mình phải đổi mất thời gian của mình đó, ba cái form này nha cả nhà. Rồi, đây là 1201, 1201 hoa màu hồng. 1202 con chim hạc màu xanh. 1203 là hoa mẫu đơn cho mình luôn, hai lớp hai túi khóa kế phía sau, dán đồng phơm suông mặc lên rất là sang xịn mịn luôn ha. Đặc biệt chất vải xốp thái có co giãn nhẹ nhẹ ha, em mang cho mình hai lớp hai túi khóa kế phía sau rồi 249 ngày đồng luôn. Mannequin mặc hả chị Vạn Nguyễn? Ok, em mặc lên mỏng mannequin, em mặc cho mình coi luôn ha. Cái này là mặc lại đó nha cả nhà, hồi nãy em mặc rồi đó. Rồi em sẽ mặc lại cho mình coi ha. Chị nào chưa có cái mẫu nào thì mình nhanh tay đặt hàng sớm giúp shop nha. Bên em tư vấn em chờ hàng chờ size mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại ngay cho em luôn. Rồi 1203 cho chị mini luôn. Chị Huỳnh Ngọc Diệp ok chị luôn ạ. 1203 rất là hot luôn cả nhà ơi. Mình có thắc mắc gì thì mình cứ việc comment phía bên dưới, em sẽ giải đáp thắc mắc cho cả nhà mình nha. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục lên thêm cho một cái em đồng khác nữa đây ạ. Chị nào chưa có cái mẫu nào thì mình cứ cố gắng mình đặt hàng sớm. Đặt hàng sớm là được cả nhà ơi. Đặt hàng chậm quá, hết hàng nó sai uổng lắm cả nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ thay thêm cho một cái em đồng khác nữa đây. 1203 cho chị Nguyễn Liên. Nhớ đôn lên một size nha cả nhà. Đó, chị nào mới đặt hàng á thì coi các bạn tư vấn cho mình size gì rồi mình đôn lên một size mình mặc. Hơi rộng mình bóp được, chật quá mất công đuổi cả nhà ơi. Ba cái mẫu đó em thấy mấy chị khách bên em là đuổi khá nhiều á. Đẹp thế. Em cảm ơn chị Tiền Hà. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1207 nha, 1207. Đầm hiệu của sơ mi tay lỡ dán xòe cho mình luôn, 1207 4 size đầy đủ luôn ạ. Size M, size L, XL và 2XL của sơ mi nha. Em mặc thì nó sẽ dài hơn mannequin, tại mannequin tới 1m78 lận, em có 1m65 mà cả nhà. Đây, đó cả nhà mình thấy sao? Y chang luôn, không khác nhau xíu nào luôn cả nhà ơi. Đầm này thiết kế là cổ sơ mi ha, và cổ sơ mi này thì cổ sơ mi mềm, nó vẫn đứng form cho mình luôn, cho dù là mình mặc cả ngày hoặc là nửa ngày trời, một ngày hoặc là nửa ngày gì đó vẫn cảm thấy thoải mái luôn. Tay lỡ cho mình nè, hàng này hàng lụa mango cho nên khi mà mình giặt mình ủi ra thì mặt ngoài của nó rất là thẳng và mịn cho mình luôn ha. Có co giãn nhẹ nhẹ luôn. Em may một lớp phối kèm thêm hai túi khóa kế phía sau, mã sản phẩm là 1207, mã sản phẩm 1207 4 size. Size M, size L, XL và 2XL 40 kg cho đến 65 kg là có đơn hàng luôn. Chị khách nào chưa có đồng này đặt hàng sớm giúp em nha. 1207 kèm số điện thoại. 1207 kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng giữa size 4 size đầy đủ luôn ạ. Size M, size L, XL và 2XL từ 40 kg cho đến 65 kg là có đơn. Chị khách nào từ 40 cho đến 65 kg đặt hàng sớm giúp em nha. Cổ sơ mi, tay lỡ, dán xòe, một lớp hai túi luôn. 1207 chốt sale luôn cả nhà ơi. Rồi, có 229.000 thôi. Đầm này chỉ có 229.000 đồng thôi thì giá khá là rẻ luôn. Hàng lụa mango này vải màu đen có phối cho mình nè, họa tiết hoa cúc. Ở tiết hoa cúc đó đẹp chưa cả nhà ơi, một lớp hai túi luôn, khóa kéo phía sau luôn, mã sản phẩm 1207 luôn. Rồi 1207 chốt xe cả nhà mình luôn với giá tiền là 229.000, 229.000 đồng cả nhà nha, rất đẹp luôn ạ. Đây cổ sơ mi mà kiếm đâu ra 229.000 đồng mà đứng form mày đẹp như thế này cả nhà, đẹp lắm luôn nha. Lúc trước em bán là 300.000 đồng. Chị khách bên em nè, chị khách bên em họ đặt 4 chiếc luôn, 4 chiếc cổ sơ mi bên em luôn. Ý là lúc đó là chưa có giảm giá gì hết trơn á, chưa giảm giá gì hết cả nhà ơi. Đó, bây giờ thì các chị mình được chốt một cái giá sale có 229.000 thôi. Thì cả nhà mình tranh thủ đặt hàng sớm giúp em nha. Sale em gần hết hàng rồi ạ, 1207. Chị Hảo Phạm nè, ok chị luôn, chị Tuyết Đào nè, chị Tuyết Đào dùng rơi chị luôn ạ. Đơn hàng 590.000 đồng trở lên miễn ship tặng quà nha cả nhà. Rồi mã sản phẩm là 1207 nha. Mã sản phẩm là 1207 nha. Dạ, nếu như mà hoa cúc thì chỉ có một màu, còn nếu như cổ sơ mi thì có rất là nhiều mẫu. Riêng mẫu này thì 229, những mẫu khác thì 249 hoặc là 299 tùy mẫu của chị nha. Rồi bây giờ thêm sẽ có thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nữa. Lên cho mình dán đầm phông suông nha cả nhà. Dán đầm phông suông này chất liệu vải của nó vải két nhật, cũng khá là đẹp luôn, sang xịn mịn như mình luôn. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1228. Rồi, đầm em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1228 nha. Mẫu đang mặc cái người 1228. Rồi, đầm này em sẽ có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn. Size M, size L, XL và 2XL.
M là XL và 2XL 40kg cho đến 65kg có đơn hàng luôn, sale luôn cả nhà ơi. Giá nằm phong xuông bên em thì khá là xịn mịn cho mình luôn. Sale luôn cho cả nhà mình với giá tiền là 169.000 đồng phong xuông đơn giản dễ mặc ha. Rồi phong xuông nè, cổ tròn này, tay ngắn nè. Đó. Một lớp hai túi luôn, hàng này thì hàng lụa, hàng cát Nhật. Co giãn nè, đấy, co giãn thì như thế này ha. May cho mình một lớp ha, hai túi khóa kéo phía sau. Em phía sau như cả nha, dán nằm phơm xuông. Đấy, phía sau thì là như thế này. Phơm xuông cho mình luôn. Rồi, chiếc xe cả nhà mình luôn, 169.000. Nền vải màu đen có phối hoa nè. Mẫu này thì khá là đơn giản và cực kỳ dễ mặc luôn. Mã sản phẩm là 1228, 169.000. Là 169.000 đồng. Từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình để lại comment ngay cho em nha. 1228 kèm số điện thoại ngay cho em. Chị Nguyễn Hương 1225 ok. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm này là hãy sớm giúp shop nha. 1228 kèm số điện thoại chờ 1190 em hết rồi chị ơi. Đó, nếu như mà chị muốn đặt hàng 99k đúng không em còn. Đợi em xíu nha, em lên tiếp. Em đang mặc phiên người, để 10 phút nữa em lên tiếp với chị nha. Còn em đang mặc phiên người, bạn sản phẩm là 1228 169.000 nè, 169.000 thôi. Cổ tròn này, tay ngắn nè, bo eo, dán suông nè, may một lớp hai túi nè, bạn sản phẩm 1228 nha. Chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm giúp em tư vấn cho hàng giờ sai. 1228 kèm số điện thoại bên em tư vấn luôn. Chị Thúy Kiều nè, ok chị luôn ạ. Chốt xe luôn 169.000 thôi. Bây giờ em sẽ tranh thủ thay tiếp cho mình mẫu khác nha, quá trời mẫu đẹp cho mình luôn. Mà bây giờ mình không nhanh tay đặt hàng gì hết trơn, nó hết rất là uổng luôn ạ. Rồi 1228 nha. Ôi cái đầm màu cam kìa, rớt đang mất tiêu rồi ta. 1228 nha cả nhà ơi. Xe cho cả nhà mình luôn, với giá tiền sẽ là bao nhiêu là tao quên mất tiêu rồi. 169.000 đồng nha, 169.000 đồng. Tiếp tục thì sẽ thay thêm cho mình một cái á, em đầm khác nữa đây ạ. Đây, em lên thêm cho một cái em đầm khác cũng cổ sơ mi cho mình luôn. Đó, nếu như mà cả nhà mình thắc mắc là mình muốn xem thêm vài mẫu cổ sơ mi nữa thì đây. Mẫu cổ sơ mi da beo em mặc rồi nha cả nhà. Da beo cũng có cổ sơ mi nữa, em mặc rồi nha. Nếu như muốn coi lại thì mình cứ việc comment phía bên dưới. À cho chị coi lại cổ sơ mi da beo em sẽ mặc lên. Rồi còn em đang mặc trên người là 1236. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1236. Cái màu là màu kem ha. Màu kem này thì mình mặc lên là khá là trắng da luôn. May cho mình một lớp với kèm hai túi khóa kế phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1236 như cả nhà. Đầm này thì hàng vải là vải lụa nhung. Đây là hàng lụa nhung. Cái mặt vải của nó thì khá là mướt, mịn và có co giãn nhẹ như thế này đây. May một lớp với kèm hai túi nha. Cái màu này mặc lên sang quá cả nhà ơi. Rất là trắng và cực kỳ sang luôn đúng không? 249.000 đồng. 249.000 đồng. Đầm sơ mi luôn cả nhà ơi. Đầm sơ mi chứ không phải áo sơ mi đâu. 249.000 đồng luôn. Rất là đẹp ha. May cho cả nhà mình là một lớp với kèm hai túi khóa kéo phía sau nên vải là màu kem nha. Khi mà mình mặc lên cái da của mình nó rất là trắng luôn cả nhà. Nó đánh bật tông da mặc lên nhìn siêu trắng luôn. Em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. M là XL và 2XL từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn. Chị khách nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm giúp em nha, bên em tư vấn cho hàng về size luôn. 1 2 Dạ sao ạ? Có vấn đề gì ạ? À? Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm giúp em nha. Rồi mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em, bên em tư vấn cho hàng giờ sai nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm giúp em nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm giúp em nha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại 1236 kèm số điện thoại 1236 kèm số điện thoại nha. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1236 nha cả nhà, 249.000 đồng. Một chiếc váy vàng sơ mi đó bao nhiêu tiền? Rồi cái váy vàng sơ mi này á thì 229. Cái váy vàng sơ mi này thì 229, mã sản phẩm 1207, mã sản phẩm 1207 nha chị. Đó, thì chất liệu của vải của nó là vải lụa mango. Còn em đang mặc trên người chất liệu vải của nó là vải lụa nhung, nó sẽ hơi khác một chút xíu với nhau, cũng là lụa thì đều mịn hết. Đó, cái này thì mịn láng, còn cái này thì mịn bông bông cũng đẹp lắm nha cả nhà. Rồi, đây là 12
1207229. Còn em đang mặc trên người 1236 249 ngàn. Từ 40kg đến 65kg là có đơn hàng luôn. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào thì mình cứ việc comment đặt hàng sớm giúp em nha, để bên em tư vấn em chị hàng vừa size luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em như vậy ok luôn ha. Giá tiền thì khá là rẻ, cố gắng đặt hàng sớm giúp em, bên em tư vấn em chị hàng luôn ạ. Mã hàng nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại cho em. Đó, rất là dễ đặt luôn ha. Rồi em cao 1m65 chị ơi, em cao 1m65, đầm này dài qua gối em tầm 10 phân nha chị. Có to giãn luôn, mặc đẹp lắm, có 200 mấy thôi, cổ sơ mi có 200 mấy thôi. Thích mà tay lỡ á, thì chị đặt cho em cái này nè. Cái này 1207 này không có sợ bị chật tay đâu. Không sợ bị chật tay đâu, đẹp lắm. Đây là 1207 nha, 229. Đó, còn thích tay ngắn thì đặt cho em là 1236 249 ngàn. Màu rất là ưng luôn, cái màu nào cũng ưng hết trơn á cả nhà ơi. Em có mà cổ sơ mi beo nữa, cổ sơ mi beo nãy mặc rồi. Cổ sơ mi beo nãy mặc rồi cả nhà nha. Cổ sơ mi beo mà sản phẩm là 1208. Sơ mi beo mà sản phẩm là 1208 nha. Cổ sơ mi nè, tay lỡ nè, dáng xòe nè, đầm này thì 299 ngàn. Cái beo thì cả nhà mình biết rồi, nó đang rất hot tại thị trường luôn. Và bây giờ giá cạnh tranh là cả nhà ơi, em săn vải rất là khó. Em may cho mình ra ngày hôm nay nha, shop khác bán 7-800, bên shop em bán 299. Đây, sơ mi da beo đây cả nhà ơi. Sơ mi beo nha. Chị nào chưa có cái mẫu này thì mình đặt hàng sớm giúp em nha. 1208 kèm số điện thoại. Đó, rất là đẹp luôn. Các chị mình đặt hàng dùng đơn 590 ngàn đồng trở lên, miễn ship tặng quà tặng luôn ạ. Cố gắng đặt hàng sớm giúp shop nha. Rồi, cố gắng đặt hàng sớm giúp em, chị Tuyết Đàm chào chị luôn. 1236 249 ngàn đồng. 1236 249 ngàn đồng. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm giúp em, 1236 kèm số điện thoại bên em tư vấn em chị hàng vừa size. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em, bên em tư vấn chốt sale luôn ạ. Tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho một cái em đầm khác nữa nha. Vậy mà nó canh mặc bao nhiêu? Dạ 229 ngàn đó chị. 229 ngàn đồng, nãy em có mặc qua rồi đó, em có giới thiệu rồi đó chị, 229 ngàn nha. Rồi bây giờ thì em sẽ lên thêm cho một cái em đầm khác nữa ạ, sale luôn. Mẫu đầm này sale 149k luôn. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1198. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1198 nha cả nhà. Đầm này thiết kế cổ vuông và có lượng sóng, tay ngắn nè, tay ngắn và hình của nó như là một chiếc chuông được ốp xuống ha. Rồi rất là đẹp cho cả nhà mình luôn, dáng xòe cho mình luôn ạ. Em cao 1m65, đầm này may 2 lớp phối kèm 2 túi. Chốt cho cả nhà mình luôn 149 ngàn đồng em đầm này, mã sản phẩm là 1198. 1198 thì sẽ chốt sale cả nhà mình luôn 149 ngàn đồng luôn, 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Đó, chị khách nào từ 40 cho đến 65kg đặt hàng sớm sớm giúp em nha. Mã kèm giá kèm số điện thoại cho em luôn. Nền lại vải là màu đen nè, có phối cho mình hoa màu hồng hồng nè, may 2 lớp nè, phối thêm 2 túi nè, khóa kéo phía sau nè. Mẫu ma cái này 229 ngàn chị ơi, cái này là 229 ngàn đồng nha. Cổ sơ mi luôn, tay lỡ luôn, giấy xòe luôn. Nãy em có cầm cho mình coi rồi chị. Đây, đây nè, đây nó đây nè chị, 229 ngàn đồng, y chang luôn, không khác xíu nào hết trơn á. Cho mình cứ hoàn toàn yên tâm về mẫu của anh em nha. Hàng em đã mặc trên livestream như thế nào thì em gửi hàng về nhà cho mình y chang như thế ấy luôn. Rồi, tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mà sản phẩm là DA 1198. Mẫu đang mặc trên người 1198, đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size. Size M, size L, XL và 2XL, 40kg cho đến 65kg là có đơn. Chị khách nào từ 40 cho đến 65kg cứ việc comment sớm ở trên livestream tư vấn cho hàng chờ size luôn ạ. 40 đến 65kg có đơn hàng nha, 149.000 đồng thôi. Có 149.000 đồng thôi. Vậy ok chị Tú Phương, đúng rồi chị ạ. Cho em xin thêm cái số điện thoại chị Tú Phương nha, 149.000 đồng thôi. 4 size đầy đủ, size M, L, XL và 2XL, 40kg cho đến 65kg là có đơn hàng. Chị khách nào từ 40 cho đến 65kg cho anh ta đặt hàng sớm, hàng lụa nha. Đầm này may kỹ lưỡng 2 lớp, phối kèm 2 túi. Chị khách nào thích mặc một lớp thì mình tháo lớp lót phun cô tông bên trong này vẫn được luôn. Đầm này thì em sẽ may tay theo kiểu là tay chuông nha cả nhà. Tay này thì không có sợ chụp tay, mặc rất là thoải mái và siêu xinh luôn. Mặc nhìn nó rất là dịu dàng và nữ tính luôn ha. Còn nếu như cả nhà mình không thích cái tay này, mình có thể về nhà bó cái tay lại thành cái tay bình thường cho mình luôn ạ. Đầm này sẽ chốt xe cả nhà mình luôn với giá tiền là 149 ngàn đồng nhé. Rồi chị khách nào dùng đâu thì mình dùng đơn nó luôn nè cả nhà ơi. 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Em cao 1m65, đầm này dài qua gối em 15 phân, mã sản phẩm 1198. Mã là 1198 như cả nhà. Thích mẫu đầm này comment cho em 1198 kèm số điện thoại. Giá tiền của nó là 149 ngàn đồng, 40 đến 65kg mặc được. Eo tối đa của mình sẽ là eo 86 trở xuống mặt thoải mái. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu nữa nha. Đó, cả nhà mình có ưng được mẫu nào thì mình nhắc tới đặt hàng sớm giúp em nha, để bên em tư vấn em chờ hàng luôn ạ. À. Đó, đây.
hai mẫu rồi nhà ơi. Rồi, ui em có cái đầm hoa cúc này rất là sang xịn mịn luôn, trăm mấy thôi cả nhà ơi. Cái em đầm hoa cúc này đẹp nè, để mặc lên cho cả nhà mình xem luôn ha. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1221. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1221 như cả nhà. Em mặc mẫu này lên rồi sau đó em sẽ lên làm 99k cho cả nhà mình cùng săn luôn. XL bao nhiêu ký vừa? Dạ XL trong tập là khoảng từ 55 tới 60 ký chị. 55 tới 60 ký ha. Và eo của mình, eo của XL thì eo từ 75 tới 80. Xem hai cái treo gần nhau, sau lưng hai cái treo gần nhau. Cái nào cũng treo gần nhau cả nhà ạ. Hai cái này đúng không? Hai cái này nè, đó cái nào cũng treo hai hai hết trơn á. Em lấy xuống em mặc rồi nè. Đấy. Rồi chị nào chưa có cái mẫu nào đặt sớm giúp em nha. Có phải cái này không chị ơi? Cái này đúng không chị? Nếu như đúng comment đúng giúp em nha. Ngay chính giữa đúng không chị ơi? Đúng rồi, mình comment đúng giúp em nha. Rồi em đang mặc cái người này mã sản phẩm 1221 nha cả nhà. Đầm này được chốt luôn ạ. 199.000 đồng, đầm thiết kế là cổ đắp chéo. Thì cái cổ này nè cả nhà ơi, nó sẽ chéo từ bên đây qua đây, bên đây qua đây nè cả nhà. Đó thì dĩ nhiên khi mà mình để không như vậy mặt thì dĩ nhiên nó sẽ hở. Và cả nhà mình nếu như mà mình để cho nó không hở, chị nào thích mặt sexy để như vậy mặt, còn nếu như mà mình không thích mặt sexy đúng không, thì mình về nhà lấy kim chỉ nhíp cố định lại cho em. Rồi có may cho một bạn em đi ngang qua may một lớp phối kèm hai túi khóa kéo phía sau. 199.000 đồng, 199.000 đồng mã sản phẩm là 1221, mã sản phẩm 1221. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm giúp em nha. 1221 kèm số điện thoại để em tư vấn cho hàng dệt size. May một lớp phối kèm theo cho mình hai túi khóa kéo phía sau. Mã sản phẩm là 1221 nha cả nhà. Mã sản phẩm là 1221 nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm giúp em nha, để bên em tư vấn em chị hàng dệt size đúng không chị ạ? Rồi ok nha, sau mẫu này em sẽ mặc lên cho mình xem mẫu đó. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1221 nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm giúp em. 1221 kèm số điện thoại 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Từ 40kg cho đến 65kg có đơn hàng nha. Rồi. Rồi cái mẫu này đúng không? Mặc lên cho mình coi luôn. Rồi, cố gắng là hàng sống giúp xó nha, bên em tư vấn em chờ hàng luôn ạ. 1221 này thì chất liệu bạch của nó cũng là lụa mango, may một lớp phối kèm hai túi luôn. Rất là sang cả nhà mình luôn ạ. Sale luôn cho cả nhà mình. 199.000 đồng, 199.000 đồng cho chị Suka luôn. 199.000 đồng nha. Cố gắng là hàng sống giúp em, 57kg có đơn hàng chị ơi. 57kg mình mặc sẽ XL giùm em ạ. Rồi đang mặc cái người mà sản phẩm là 1221, 199.000, 199.000 đồng ha. Bây giờ thì em sẽ mặc mẫu phía sau cho chị Đoài Đoài xem nhé. Đó, mẫu phía sau thì mẫu mới vừa về. Đẹp lắm, cái màu nó đẹp lắm, màu này thì đang hot. Xuất sắc luôn. Chưa có mẫu nào có việc comment sớm nha. Bên em tư vấn em chị hàng giờ sai luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em. Rồi đây, em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1284. Trời, đảm bảo mặc lên là nhìn như công chúa luôn cả nhà ạ. Để em xíu nha, để em kéo khóa lên. Đó. Rồi. Chị nhận 1221 và một số tư đã rồi, ok. Rồi, em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1284 nha cả nhà. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1284. Đẹp lắm cả nhà ơi. Xuất sắc luôn á, cổ tròn nè, tay ngắn nè. Tay này thì hơi lỡ lỡ và tay có bo thun như thế này ha. Đây, đẹp lắm nha, nó sẽ có phối thun nè, dúng bèo cho mình nè, đẹp chưa? Bo eo nè, dán xòe cho mình luôn. Em may một lớp phối kèm hai túi khóa kéo phía sau lưng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mạng sản phẩm là 1284. Đầm này em sẽ chốt cho cả nhà mình với giá tiền là 299.000 đồng. Phải nói là sang xịn mịn cho cả nhà mình luôn. Sang xịn mịn cho cả nhà mình, 299.000 đồng thôi. Từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn. Cái màu đẹp quá nha nhà ơi. Cái nền vải của nó thì là màu xanh ngọc cho mình nè. Nó rất là ngọt luôn. Phối với bình hoa hồng màu cam cam vàng vàng, trời đẹp quá cả nhà. Đầm này mặc đi tiệc cho em, đi du lịch cho em đẹp lắm. 299.000 đồng thôi, 165 đồng này hoàn toàn phụ phối của em. Mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là 1284. Rồi mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là 1284. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm nghe cho em. 1284 kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng chưa size. 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. Size M, size L, XL và 2XL từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn ha.
299 ngàn đồng. Đây mình nhìn giúp em nè cả nhà ơi, cái nền vải của nó là màu xanh ngọc cho mình nè, phối cho mình hoa hồng màu vàng cam, xinh chưa, xịn chưa cả nhà ơi. 299 ngàn đồng thôi, 40kg cho đến 65kg là có đơn hàng luôn ha. Chị khách nào bây giờ mình từ 40 cho đến 65kg thì mình nhanh tay comment phía bên dưới giúp em là 1221 kèm số điện thoại mình em tư vấn cho hàng giờ sai ha. 1221 kèm số điện thoại cho em, chị Linh Bùi 1221 ok chị luôn ạ. 1221 cho em đó, 40 cho đến 65kg là có đơn hai lớp nè, hai túi hai bên nè, khóa kéo nằm đằng sau lưng nè. Mã sản phẩm 1284 nha. Rồi 1284 nha cả nhà, 299 ngàn đồng luôn. Nó bán rất là chạy luôn nha cả nhà. Cái đầm này bán cực kỳ chạy luôn. Xe M em còn có 12 cái thôi, trong khi đó em mới về có 4 ngày thôi. Xe M em còn 12 cái, L còn 26, XL còn 27 và 2XL còn 12. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1284 1284, 299 ngàn đồng nha. Chị Thanh Trần 1284 ok chị luôn ạ. À, cho chị xem mã 1286. Đây là chị ơi, 1286 thì nó cũng y chang vậy luôn. Nó cũng y chang vậy luôn, khác mỗi cái màu vậy nha. Đây là 1286 nha chị, em sẽ mặc 1286 lên cho chị xem. Rồi em đang mặc cái người là 1284 nha, đang mặc cái người 1284. Đó, cái này là 1286 nha cả nhà. Form dáng thầm thì y chang, cái màu thì màu khác, quan trọng là cả nhà mình thích cái màu nào thôi. Em sẽ mặc cho mình liên tục luôn ha, để cả nhà mình coi coi là mình thích cái màu nào hơn. Mình đặt hàng sớm giúp em hoặc là đặt hai màu cũng được nha cả nhà. Rất là xinh, sang xịn mịn luôn. Đó, tùy theo sở thích của mọi người. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1286. Đấy. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1286 cả nhà nha. Đầm này cũng có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn. M là XL và 2XL luôn, 40kg cho đến 65kg có size luôn. Đầm này cổ tròn ha, tay ngắn ngắn nè, 1286. 1286 40 cho đến 65kg là có đơn hàng ạ. À, rất là đẹp, cái nền vải của nó thì là màu đen. Nền vải thì màu đen đen và có phối cho mình hoa này cả nhà ơi. Đấy, hoa này thì màu hồng cam. Hoa này thì màu hồng cam như cả nhà. Đầm này thì em sẽ chốt xe cho mình luôn với giá tiền là 299 ngàn đồng luôn, 4 size đầy đủ. Form dáng đầm y chang như cả nhà nha, cổ tròn có phối cho mình nè. Đây nguyên một cái sợi dây thun ở chính giữa. Đó thì thun này thì cũng là vừa đủ cho là khi mà mình mặc lên thì mình không có sợ bị đứt, hoàn toàn không sợ bị đứt nha. Đó, rồi dúng bèo vô như thế này đẹp lắm luôn. 1286 đầm này thì chất liệu vải của nó là vải lụa Nhật. Mặt vải của nó thì mềm nè, co giãn nhẹ, may một lớp phối kèm hai túi. Mã sản phẩm là 1286 này là 299 ngàn đồng. Rồi bây giờ cả nhà mình ưng ý cái đầm này của em thì mình comment sớm giúp em là 1286 kèm số điện thoại em tư vấn cho hàng giờ sai. 1286 kèm số điện thoại cả nhà ơi. Rồi chiếc xe đặc biệt cho cả nhà mình luôn với giá tiền là 299 ngàn đồng. 299 ngàn đồng trong tầm khoảng từ 40kg cho đến 65kg là có đơn hàng luôn. Chị khách nào bây giờ từ 40kg cho đến 65kg đặt hàng sớm giùm em ha. 1286 kèm số điện thoại 299k. Chị Nguyễn Thu Hằng 1284 ok chị luôn. Thích màu nhẹ nhẹ chút á, thích màu nhạt nhạt á thì chị đặt cho em 1284. Còn chị thích cái màu đậm á, rõ ràng chút thì chị đặt cho em là 1286. Cái form dáng đầm y chang, bông hoa lá hệ y chang, khác mỗi cái màu thôi. Em đứng gần mình coi ha, coi thích màu nào. 1284 là bên đây màu nhạt, còn đây là 1286 nha. Cái tay thì y chang luôn, không khác xíu nào hết trơn á. Bo thun dúng như thế này nha, dúng bèo cho mình như thế này rất là cưng. Và đây là cái sợi dây thun thì cũng khá là chắc chắn ở cả nhà mình. Rồi, có hai túi luôn, khóa kéo phía sau luôn, 299k ha. Chị Lan Trương ok chị luôn ạ. 1286 luôn cho chị Lan Trương. Đó, cố gắng đặt hàng sớm giúp shop nha, bên em tư vấn em chị hàng về size. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em. Thấy cái màu nào cũng đẹp hết trơn á, thật là khó chọn lựa đúng không nè. Suy nghĩ kỹ nè cả nhà ơi, coi coi thích mẫu nào, đặt hàng sớm để được chốt sale, nó gần hết hàng rồi nha. Bây giờ em sẽ thay tiếp cho một cái em đầm khác nữa nè. Cả nhà mình ưng cái mẫu nào thì mình nhanh tay đặt hàng sớm giúp em nha. Em tư vấn em chị hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em là ok rồi. Hồi nãy em đã có giới thiệu cái mẫu đầm này sơ qua rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ mặc lên cho mình xem luôn ạ. Bây giờ em sẽ mặc lên xem luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1225. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là đen 1225 đây ạ. Đầm em sẽ có cho là 3 size, 7 cái thôi. Còn một cái size M, hết size L, một cái XL và 5 cái size 2XL ha. Rồi đây là phía trước nha cả nhà, còn đây là phía sau. Đấy, mã sản phẩm là 1225 ha. Đầm thì cổ tròn. Đây, đây là em sẽ mang cho mình một cái chất liệu vải chiffon.
Đây là cái trước là vợ trước phong như cả nhà mình ha. Đẹp lắm luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1225. Đây, cái tà này tà trước phong. Bên trong này chất von. Còn bên trong nữa thì chất lại vải thun cô tông cho mình ha. Em may hai lớp phối kèm hai túi, có kèm thêm hai cái sợi dây thắt eo. Mẫu đang mặc trên người 1225 ngày hôm nay cả nhà mình sẽ được chốt. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi. 249.000 đồng. Dạ chị Hồng Phan nè, 1283 ok chị luôn. 1283 là màu xanh dương đậm, màu trơn một màu nha chị. Em đang mặc cái người nè. Rồi chị Nguyễn Liên, rồi ok chị luôn ạ. 2 2 rưỡi 38. Rồi chị sẽ được miễn ship và tặng quà ha. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1225. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1225. 1238 là màu cam cà rốt nha chị Nguyễn Liên. 1238 là màu cam cà rốt đúng không chị? Hoa nhí nhí li ti á, em chưa có mặc á. Đó. Nếu như chị đặt các bạn vẫn chốt nhưng em chưa có mặc á, em sợ chị nhầm. Em đang mặc cái người 1225. Em đang mặc cái người mà sản phẩm là 1225 nha cả nhà, 249.000 đồng thôi. Màu này là màu tím than, mặc lên rất là trắng da cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc cái người mà sản phẩm là 1225. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha cho em, để bên em tư vấn với chị hàng dừa sai cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại ngay cho em là được ha. Rồi bây giờ thêm sẽ thay tiếp cho một các em đầm khác nữa nha các chị ơi. Chị Nguyễn Thủy nè ok chị luôn ạ. Chị Phạm Lai ok chị luôn ạ. Rồi 1283, 1283 mẫu đó rất là hot. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1225. Em sẽ còn cho mình xem M một cái, xem L hết hàng, ít chân L một cái và 2 L còn 5 cái cuối. Mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là 1225. Chị khách nào chưa có cái đồng này đặt hàng sớm giúp em, 1225 kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng giờ size. 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn ạ. Từ 40 cho đến là 65kg có đơn hàng luôn nha. Tiếp tục thêm sẽ thay thêm cho mình một khác nữa đây. Đó, mình chưa có mẫu nào thì mình cứ việc comment đặt hàng sớm sớm giúp em nha, để bên em tư vấn anh chị hàng chị sai luôn. Mã kèm giá kèm số điện thoại. Rồi em sẽ có thêm cho mình cái mẫu đồng này nè cả nhà ơi. Đồng này thì em sẽ đặc biệt sale cho cả nhà mình luôn ạ. Cái mẫu này mẫu đặc biệt được sale. Chị nào chưa có thì cố gắng đặt hàng sớm, sẽ có đơn hàng nha. Rồi Size XL thì từ 55 đến 65kg mặc vẫn được, tại vì cái em nó có co giãn khá là tốt cho 55 đến 65kg đặt nó vẫn được cho cả nhà. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1185. 1185 đồng em sẽ chốt cho cả nhà mình với giá tiền sẽ là 99.000 đồng thôi. 99.000 đồng sẽ trên L này nha cả nhà ơi. Trong tầm là khoảng từ 55 cho đến là 65kg mặc vẫn được mẫu này luôn, mã sản phẩm là 1185. Đồng này chất liệu là vải von nha cả nhà, em sẽ mang cho mình hai lớp, bên trong thân áo có lót khung cô tông. Hai lớp luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đầm thì dạng như là dạng trầm cổ nha cả nhà. Eo có bo thun, cái này là XL nha cả nhà nha. Và cả nhà mình thấy mặc cái XL hơn. Nó cũng ôm form rất là đẹp luôn nè. Rồi, cổ này là cổ tim ha. Có phối cho mình là ba cái cúc phía trước, ba cái cúc nè. Đó, giống như hạt trân châu vậy ha, phía trước như thế này. Tay ngắn, eo có bo thun như thế này ha. Chất liệu vải von, mặc rất là mềm mướt, nền đen, có phối cho mình họa tiết hoa lan chạy đều trên đều vải cho mình luôn. Siêu xinh luôn cả nhà. 99k sale luôn, còn một cái thôi. XL, chị khách nào muốn dùng đơn thì mình dùng đơn giúp em. Mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là 1185. Rồi mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1185. Chị khách nào chưa có đồng này đặt hàng sớm giúp em nè. 1185 kèm số điện thoại, đừng quên chia sẻ livestream cho shop 3 lượt cho cả nhà lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai. Nãy giờ chị khách nào đặt hàng chưa chia sẻ mình tranh thủ chia sẻ giúp em nha. Đang mặc cái người mã sản phẩm là 1185. Đó, size XL thôi. 55 cho đến 65kg là mặc được luôn. Dán đồng này dán đồng xòe maxi cho mình luôn ạ. À, xòe dạng maxi ha. May 2 lớp cho mình luôn. Rồi 1185 99.000 đồng. 1185 này thì 99.000 đồng nha. Ưu tiên chị khách nào dùng đơn mà nãy giờ có chia sẻ livestream bạn sản phẩm là 1185. Chị khách nào chưa có đồng này đặt hàng sớm giúp em, dùng 1185 cho em đi cả nhà ơi. Có 99.000 đồng thôi ạ. À, đầm này chất von, dán đầm này dán đầm xòe dày maxi. Chất này là vải von tơ nha. Vải von tơ mặt nó mềm lắm. Cái mặt vải của nó mịn mịn nè. May cho mình hai lớp luôn nè. Mặt không sợ thấy sợ lộ gì luôn. Mã sản phẩm là 1185 nhé. Rồi mã sản phẩm là 1185. Bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình mẫu khác. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình nhanh tay đặt hàng sớm giúp em. 1185 kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng giờ size. Rồi 1185 kèm số điện thoại ngay cho shop nha cả nhà ơi. 99k. Đó, chị nào muốn dùng đơn thì mình dùng đơn sớm sớm, dùng đơn chậm quá hết sale rất là ủ nha. Tắt like là hết sale nha cả nhà. Em tắt like là hết sale nha. Cố gắng đặt hàng sớm sớm ngay cho em luôn. 1185 chốt sale 99k.
1185 trước xe 99k cho mình luôn. Rồi bây giờ thêm sẽ thay thêm cho mình một cái á, một cái em đồng khác nữa đây ạ. Đây, lên cho một cái em đồng này, nó là siêu hot và shop luôn. Đồng beo màu trắng nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA 1192. Đầm beo màu trắng cái cả nhà mình đây. Mẫu đang mặc cái người mã sản phẩm là DA 1192 nha. Chị nào chưa có cái mẫu này nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em luôn, 1192 kèm số điện thoại. Rồi, 1192 kèm số điện thoại ngay cho em, 4 size đầy đủ luôn. 4 size đầy đủ luôn, size M là XL và 2XL. M là XL và 2XL, 40kg đến 65kg có đơn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1192 cả nhà nha, 1192. 4 size đầy đủ luôn cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Đầm thiết kế là của đắp chéo nè. Đây có may một bạn em đi ngang qua ha, có phối cho mình là mấy cái viên ngọc trai bên hông như thế này, tay lỡ dán xòe luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1192 nha cả nhà. Và ngày hôm nay cái mẫu đầm này em sẽ chốt cho cả nhà mình là 299.000 đồng, đầm beo màu trắng cả nhà nha. Đầm beo màu trắng mã sản phẩm 1192 chốt xe cho cả nhà mình luôn 299.000 đồng. Có cho là 4 size đầy đủ, size M, size XL và 2XL. Size M, size XL và 2XL từ 40kg cho đến là 65kg có đơn. Mẫu đang mặc trên người bạn sản phẩm 1192 nè. Đẹp chưa cả nhà ơi? Đây chiếc lụa vải của nó vải lụa Nhật nha. Nó rất là mềm, có co giãn nhẹ cho mình luôn. Em sẽ may cho cả nhà mình là một lớp nè. Rồi, em sẽ may cho cả nhà mình một lớp với kèm thêm hai túi khóa kéo phía sau. Mã sản phẩm là 1192 nha. Rồi mã sản phẩm là 1192 nha cả nhà ơi. Nhanh tới đặt hàng sớm ngay cho em luôn nè. Rồi, 299.000. 299.000 đồng nha. Điều kiện là chia sẻ livestream ba lượt luôn, đẹp lắm. Chị Phan Thị Mỹ Loan ok chị luôn ạ. 1192 đây. Em sẽ có cho mình là hai màu nha. Màu trắng mã sản phẩm là 1192, màu nâu mã sản phẩm là 1222. Đó, màu nâu mã sản phẩm 1222, hai cái form dáng đầm mặc lên y chang nhau thôi. Cả nhà mình cứ yên tâm đặt hàng bên em tư vấn chưa hề cho cả nhà mình luôn. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1192, em đang cầm trên tay mã sản phẩm 1222, 4 size đầy đủ, size M, L, XL và 2XL từ 40kg cho đến là 65kg cỡ đơn. Chị khách nào từ 40 cho đến 65kg cố gắng đặt hàng sớm giúp em, để lại comment giúp em là mã hàng, kèm giá, kèm số điện thoại bên em tư vấn cho hàng giờ size luôn. Chị Song Nguyễn chào chị yêu mình luôn ạ. Cố gắng đặt hàng sớm giúp em nè. 1192 kèm số điện thoại. Em đang mặc cái người bạn sản phẩm 1192, cái đang cầm trên tay 1222 nha. Chút xe đặc biệt luôn 299.000 đồng một mẫu, chuẩn bị em hai chiếc mẫu khác nhé. Chuẩn bị em hai chiếc cho mình mẫu đồng khác nha cả nhà ơi. Cố gắng đặt hàng sớm sớm giúp em bên em tư vấn em chờ hàng giờ size luôn. Chị Ngân Trần nè, 1192 ok chị luôn. Đang mặc trên người mà sản phẩm là 1192 nha cả nhà. 4 size đầy đủ, size M, L, XL và 2XL, 40kg đến 65kg có đơn. Đó, đơn giản mà đẹp ha. Đơn giản mà đẹp. Đồng beo thì hiện tại những shop khác bán là toàn 5-700 không cả nhà ơi. Mình shop em bán có 299.000 đồng thôi, với có 3 lượt chia sẻ thôi ạ. Rồi, đừng quên chia sẻ livestream cho shop lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai là ok ha. Rồi bây giờ thêm sẽ thay tiếp cho mình một cái em đầm khác nữa đây. Em lên thêm cho một cái em đầm khác nha cả nhà. Ui, đầm cổ sơ mi này nè cả nhà ơi. Đầm này chắc hiện tại đang lẻ size quá. 1187. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1187 nha. Đầm này chắc đang lẻ size quá kìa nha. 1187 nha. Hồi nãy sao cái màu xanh là mã mấy chốt cho chị đó? Dạ mã nào chị ơi? Chị Kim Ánh Huỳnh. Vậy có gì mình hỏi các bạn chuyên viên giùm em nha, chứ em mặc quá rồi nhiều rồi chị ơi. Em mặc quá nhiều luôn, nãy giờ em like tới 2 bài lận. Mà một bài em like tới 2-3 trang. Giờ em không nhớ nổi chị ơi. Có gì các bạn chuyên viên sẽ tư vấn cho chị nha. Em đang mặc cái người mà sản phẩm là 1187, đầm em sẽ có cho cả nhà mình là 4 size. Size M, L, XL và 2XL từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng nha. Đầm thì cổ sơ mi, tay ngắn, ba eo dáng xòe, có co giãn nhẹ luôn. May một lớp phối kèm hai túi. Cái này phải là màu đen, có phối cho mình họa tiết san hô màu nâu cho mình ha. Mặc lên thì cực kỳ tây luôn cả nhà ơi. Cái mẫu đầm này mấy chị khách bên em ghiền lắm. Và hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình chỉ có 5 cái size M, 5 cái size L, 18 cái XL và 15 cái size 2XL thôi. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1187 à. Chị khách nào đặt hàng dồn đơn 595.000 đồng trở lên, 590.000 đồng trở lên, em miễn phí giao hàng toàn quốc, đồng thời tặng phụ kiện. Phụ kiện có thể là thắt lưng hoặc là ghim cài áo nha. Đó, thắt lưng hoặc là ghim cài áo, tùy mình chọn nha cả nhà. Được tặng
được miễn ship và được tặng một phụ kiện. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1187. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1187. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha cho em. 1187 kèm số điện thoại em tư vấn cho hàng chị size 4 size đầy đủ luôn. MLXL và 2XL em chào chị Hoàng Ánh luôn ạ. MLXL và 2XL 40kg cho đến 65kg có đơn hàng luôn ha. Vải đẹp, form sang hàng chất lượng luôn, đảm bảo cho mình luôn ạ. Hàng này hàng lụa mango cao cấp. Nền vải màu đen mà có phối với mình họa tiết san hô phải nói là quá sang chảnh luôn ạ. Một lớp hai cứu khóa kép phía sau luôn nha. Rồi sale đặc biệt cho cả nhà mình luôn, với giá tiền sẽ là 299.000 đồng luôn. Sale đặc biệt cho cả nhà với giá tiền là 299.000 đồng. Chị khách nào chưa có nha, ta đặt hàng sớm ngay cho em luôn. Chị An Nhiên này, chị Tiết Đặng này, ok chị luôn. 299.000 đồng thôi. Rồi 299.000 đồng thôi. Chị nào chưa có lần này đặt hàng sớm giúp em nè. 1187 kèm số điện thoại, 1187 kèm số điện thoại bên em tư vấn về hàng chợ size nha. Rồi mẫu ra bài cũng là khép lại bài livestream trưa nay của em rồi. Các chị mình chưa có mẫu nào thì mình có thể coi lại những bài livestream trước nha. Hoặc là mình các em sẽ có những bài livestream kế tiếp nữa, cố gắng đặt hàng sớm cho em luôn để bên em tư vấn cho hàng chợ size. Thì bây giờ cả nhà mình cố gắng chúc xem nha. 2 giờ em đi đơn rồi nha. 2 giờ là em đã đi đơn rồi nha cả nhà. Cố gắng chúc xe cho em luôn. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nè. Chúc các chị mình có một buổi trưa thật là vui vẻ.